công nhận đẹp trai khổ thiệt. Sáng sớm đẩy xe nước mía mà lát thế nào gái cũng bu thấy thương cho coi nè. Cái tập đẹp trai đó đẹp quá đẹp. Ồ, đẹp trai gái bu đó gái tới liền. Ô đây đây đừng thấy không ghét ghét nhất cái từ này. Tự nhiên ta đẹp trẻ gì kêu chú là sao? Ừ, tôi ghét cái từ chú luôn. Anh thấy trẻ đẹp không? Ủa chú Tư nữa chú nữa, sao chú lại bán nước mía sớm quá vậy? Chỗ này chỗ con bán xôi nha. Mặt trời bắt đầu lên rồi thấy chưa, ở đó mà sớm bán bu phải vậy ta mới thương ta mới uống chứ. Thôi bình thường chú bán trễ cho con bán xôi, chỗ này khách con mua để ngồi ăn chứ bộ. Trời đất ơi là trời, cứ chú hoài thà kêu con Tuất đi hả, à, nó còn có ít, tự nhiên kêu tôi bằng chú hoài sao tôi bán được trời. Thôi giờ kêu bằng anh đó. À anh nghe dễ thương không? Trời tên quá nha. Ờ và có gì tôi sẽ giúp cho xôi được có gì đâu á, à, mà tôi giúp cho em hoài em không nhớ thôi. Giúp gì ta? Có lần tôi cho em mượn ống hút nhớ không? Cái gì? Bán xôi mà cần ống hút hả? Ừ, quên lộn lộn. À, ống hút là thằng kia, à, em xin sợi dây thun có nhớ không? Trời ơi, có cái sợi dây thun mà chú nhớ hoài. Trời ơi, giúp ba cái gì mình phải nhớ chứ. Cái sợi dây thun nó nhỏ, nhưng mà tình cảm nó đông đầy, hiểu không? Mà tôi nhớ cách này là cũng 49 ngày rồi đó. Sợi dây thun màu xanh, nhớ luôn. Ôi, ghê nha. Ghê cái gì? Nếu em muốn cái gì em kêu bằng anh đi, à, cần thì anh sẽ xe cho. Vậy thôi vậy? Không có anh gì hết á. Chú tự nhiên cái xe gì? Tự nhiên cái xe gì của con? Ủa sao vậy trời? Trời đất ơi nghĩ gì trời. Xe là xẻ chia, à, là giúp đỡ nhau, à, cùng nhau buôn bán. Vậy mà con cứ tưởng đâu chú đòi xe gì của con chứ. Trời đất ơi bà này cũng dễ sợ lắm nha. Bà này bà đẹp mà bà cũng nghĩ bậy lắm nè. Trời đất ơi, ta xe là xe gì bây giờ ta. Em không nghe người ta nói bây giờ là kinh tế toàn cầu, à, thì mình buôn bán nhỏ đừng có cầu toàn, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu tôi nói gì chưa? Có nghĩa là bây giờ những cái buôn bán gì nè, à, cũng như mấy nước ngoài ta gọi là những cái shop mà center đó, hiểu không? Người ta bày bàn ghế này gì hết trời nè, là ai muốn vô ăn cái này, uống cái này, uống cái, ai cái gì cũng được, miễn ngồi chỗ nào cũng được, miễn là chúng ta có một cái mặt bằng chung, rồi buôn bán chung, rồi ai muốn lợi lụm gì ăn, mình lấy tiền. Ghê vậy ta? Chứ sao? Làm lớn luôn. Làm lớn? Ờ. Trời ơi, còn nhiều cái hay lắm, nhiều cái em sẽ bất ngờ với tôi nữa, hiểu không? Tôi sẽ cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi nội sáng nay chú bán nước mía là bất ngờ rồi, không còn bất ngờ nào hơn hết á. Nước mía thì có gì đâu bất ngờ hả? Nước mía có bất ngờ, cái này mới bất ngờ nè. Chờ gì đó đây? Đi, tôi sẽ cho em coi cái này bất ngờ, dễ sợ luôn. À, chờ nha. Gì vậy ta? Em thấy tôi đi có nhẹ không? Ê! Ủa chú Tư, bộ chú buồn gì hả? Chú định bỏ đi hả? Trời ơi, sáng giờ tôi bất ngờ giữa em này quá. Bỏ đi đâu? Thì xách vali đi đâu nè? Cái vali ai chùm khăn đỏ vậy? Chứ đây, gì đây? Để coi ảo thuật Copperfield. Wow, ở đâu ra nguyên cái thùng đẹp quá vậy ta? Chú định bán kẹo kéo hả? Đi từ sửng sốt này tới sửng sốt gác hoài. Bán kẹo kéo có gì? Tôi nói em nha, bây giờ em ra thay gì á là em đi không có thời giờ, người ta vào đi tập phòng gym rồi ha. Còn mình nghèo, à, mình buôn bán nhỏ vậy, mình cũng có cách mình chơi, à, mình chơi vừa để cái công việc mình đỡ nhàm chán, em hiểu không? Làm sao? Thay vì đi tập thể dục, bây giờ mình dọn bàn vô ghế theo cái nhạc này nè, coi như mình đi vũ trường. Vũ trường Tứ Khoai. À, vũ trường con biết nè. Sao biết? Ngày nào con cũng đi hết á. Ngày nào em cũng đi vũ trường? Đúng. Ủa em bán xôi em bán cái gì em? Bán gì? Thì con đi ngang qua vũ trường nghe đùng 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 để con tới chợ mua tàu lá dứa. Vậy mà hôi đi vũ trường. Ừ. Đi ngang qua thôi mà hôi vô vũ trường rồi đó hả? Thì cũng nghe rồi. Hay quá, nghe đi, xem đi. Ê. Ê. Khiên cái bạc là lắc cái mông, khiên ghế ghế là lắc cái hông, để ly ra là lắc cái đầu, để cái này là lắc cái chân, hiểu chưa? Ê. Cái gì vậy? Không cho em ngủ cái gì này trời. Ê. Cái gì mà không xong vậy này trời?
xinh. Em xinh gì mà em xinh? Anh thấy chưa? Sáng sớm cho ai ngủ nghe vậy chơi trời à? Đúng vậy. Giờ này mà còn ngủ gì nữa? Giờ này mọi người đều thức dậy, mặt trời lên, mọi người cũng lên rồi. Tự nhiên mà ngủ hoài vậy? Ê nè, mặt trời lên thôi nha, người lên đâu? Hả? Người lên đổ cây hả? Lên nè, búa lên. Thôi đi, chỗ người ta ngủ nghe à, ông mà phá giấc ngủ của tôi vậy, tôi tổn hao sức khỏe không biết không? À, bà hao tổn dữ lắm hả? Bà ngủ dữ quá mà sao bà ôm vô ôm nhách vậy? Ít vận động quá đó. Nè, người ta phải tập thể dục. Cái gì? Cơ bắp nó mới săn chắc, nó mới nở lên. Hai ốm quá gì, hai phải tập thể dục cho nó khỏe. À, kệ tao mày, tao ốm vậy đó đỡ hơn mày. Mày mập thù lù hả? Mày muốn giảm cân như tao được không? Ừ, vậy hai. Trời đất ơi, cái gì mà sáng sớm à, sớm mình có vẻ đông vui quá vậy? Vui bà nội mày chứ vui. Trời đất ơi, đang cây lộn rần rần nay mày vui gì mày? Ủa, cây lộn với ai vậy? Mày qua đây. Trời ơi chú Tư, sớm lên ăn mặc lạ vậy chú Tư? Trẻ quá phải không? Từ nãy giờ mới để ý nha, già mà có nên nết. Sao hả? Mỹ sao ăn còn thôi kìa. Ủa, má nước mía không má nước cam? Má nước mía mặc áo cam. Bận đồ bông hoa lè lẹt mà nhìn thấy ghét rồi hả? Ai bông hoa lè lẹt? Còn mình không bán gì sao có trái cherry? Nói tớm là bông hoa lè lẹt chửi bông hoa cam thôi. Nó bông hoa lè lẹt đụng con luôn nè. Ê, nhưng mà mấy người là bông hoa, còn tôi có trái. Dù sao tôi cũng ăn được. Mấy người ngửi hoa bộ chết rồi hả? Thôi, đừng cãi nhau nữa mà. Ê, lộn, sao vậy? Qua đây. Vụ gì? Ghét con cha già. Sao vậy? Sáng sớm làm cái chuyện mà rùi bu kiếm đầu. Con bỏ cục đường hay gì mà rùi nó bu dữ vậy? Vụ duyên mày ơi. Con làm gì? Ý ta là nó hả, sáng sớm mà để cho ai ngủ nghe vậy trơn trời. Nghĩ sao mà mình mở nha. Đúng lên. Đó, không có lịch sự. Qua bển mày chửi vô mặt. Bạch. Qua đây biểu mày. Dạ, sao chú Tư? Mày rù rì gì với bà đó? Nó có nghe thử có bà nói gì chú Bây giờ tao hỏi mày nè, sáng sớm người ta là tập hợp tao buôn bán, tao tập thể dục, còn bà ở nhà bà ngủ riết ôm vô ông nhách gì, bà mẹ ra bà la tao lá cái gì? Chú Tư nói vậy đúng, sáng sớm mình phải tập thể dục chứ. Đúng. Sức khỏe mà. Sức tập thể dục chuyện bình thường. Bà chứ... bậy quá. Chứ dọn hàng cái nhà. Dạ. Biểu mày. Sao gì hai? Tao nói mày nghe, mày qua bển mày chỉ thẳng vô mặt ổng mày chửi cho tao. Trời đất ơi. Mày nói á, già rồi, tập làm cái gì trước sau gì cũng xuống lỗ thôi. Đúng gì nói đúng. Đi qua bển chửi. Ổng là chỉ còn vài năm nữa ổng đi rồi. Trời ơi, vài năm là nhiều mày, chừng ngày mai không chừng đi luôn rồi đó mà con. Mà tập hoài không biết tập chi nữa. Đi qua bển chửi thẳng. Mày Bách. Dạ. Tao nghe hết rồi, tao đứng đây tao nghe hết rồi. Bà nói chú không nó bà cũng nói, bình á. Chú sao cũng xuống lỗ tập chi phải không? À. Tập chú xuống là ma khỏe mạnh. Chứ ai như bà gì là ma mà còn bị bệnh nữa đó. Chính xác, ổng như ổng nhắc hả? Chứ sao, cái bà chết xuống rồi. Bà vẫn còn bị bệnh. Bà là chờ rút bánh rồi đi luôn đó. Qua đây. Dạ. Sao gì hai? Tao nói rồi biết nghe chưa? Sao hai? Cho dù bây giờ tao không tập thể dục đi nữa, tao ốm như vậy, hoặc là tao có mập đi nữa, là mỡ bên ngoài nó không đáng sợ con. À, sợ là sợ bên mỡ bên trong á. Đúng rồi. Dễ chết. Đúng rồi. Mà ông già này mày nhìn coi, mỡ lẹo bẹo hết trơn. Ông cholesterol không cao lắm. Bởi vậy tao nói mày qua bển đi, nói đặt hòm trước đi. Thôi, chú bảo đợi trước đi chứ để không kịp à. Mày nhiều chuyện bây giờ mày phe nào. Ủa có phe nữa hả? Chứ sao? Bên đây hay bên kia? Bên đây với bên kia. Bên đây. Bên đây. Phe bên đây 1, 2. Phe bên đây 1. Phe chính nghĩa. Thôi nói tóm lại con đứng cửa giữa đi. Sao vậy? Đứng giữa bích động. Phải theo phe, phải theo phe rõ ràng, rõ ràng. Nè con, mấy đứa mà đứng trung lập cửa giữa đó. Dạ. Dễ chết đó. Ủa vậy hả? Hai phe nó giặt một lượt đó. Chết nha. Nhưng mà bây giờ con là cái tánh mà không muốn ai buồn hết trơn á. Thôi nói vậy thôi, con qua phe bên này đi. Ờ, phe này đi. Đây đông người hơn. Trời, cái thằng quỷ này thiệt. Ờ, đúng rồi. Nó theo phe em này, mà đứa hai đứa này trước sau thành vợ chồng nè. Chú Tư này cứ gài chú ra ngoài. Bây giờ tôi nói nha, bây giờ tập thể dục, bà có tập thì tập, không tập thì thôi, tôi mở nhà tiếp đi. Mở đi chứ. Đồ màu quá. Rồi lắc cái mông. Sao nổi đây nè. Gây đi ta. Đang cái chứ. Ui da đau quá. Vừa. Trời ơi vừa. Trời ơi mắc cười quá. Trời ơi quá nè. Cái gì vậy? Cái dưỡng em vậy? Ê đổ nước xong. Trời ơi. Nước xà bông. Đây là mấy cái người buôn bán xong tạc nước xà bông rửa chén ra nè. Trời ơi. Sáng giờ buôn bán được gì
đâu. Mà quên vậy, cô queo mà tự mới sáng sớm mà sao té vậy? Ôi, như thuốc. Cái người là thủ phạm. Cái người nào mà thấy người ta bị nạn té mà ngồi cười là người đó là người thủ ác, là em đó. Không phải đâu. Nhau nội, từ nãy giờ tôi ngồi bên này nha, tôi đứng bên này, tôi không có qua tôi bển tôi đổ nước đâu à. Phải đâu chú Tư. Không phải, bà không có đổ mà bà suối con cháu bà đổ. Ê đúng rồi, này là suối bằng cách nào, quận Hồng Giao cách cảm hả ba? Bà điện thoại. Điện thoại đâu nè, lục muối rồi đi, con có điện thoại đâu. Bà điện xong là bà quăng rồi. Trời ơi vậy mà anh cũng lãi được luôn vậy? Không phải. Chứ không ai? Phải. Không phải gì hai đâu. Ước mềm rồi. Người khác. Người nào? Con đã điều tra được rồi. Thủ phạm là ai? Ủa? Chuyện gì mà giống như là mọi người bu giống như người bu hột xài vậy? Bị gì vậy Tám? Hả? Tám đeo khẩu trang vậy? Hôm nay Tám bị cảm. Tám nghe giọng Tám kỳ quá, bị ngọng nữa. Không phải cảm à. Ủa? Mà có chuyện gì ở đây? Mà cảm ngộ giờ sáng không cảm, giờ cảm. Cảm mà sáng thấy đi chợ sớm mà đâu có cảm gì đâu, bây giờ cảm vậy? Con người tôi nó mất thường lắm. Nó giống như là một cỗ máy dự báo thời tiết vậy đó. Cứ sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mát, nhiều khi ấm ấm, có lúc hăm hăm, đôi khi lặng thầm, bệnh tình bất chợt. Trời đất ơi, bệnh là còn làm thơ nữa ha. Mà chuyện gì vậy? Đang có một vụ án xảy ra. Một vụ án nghiêm trọng. Rồi. Cộng đồng người ta đang tập thể dục mà kẻ nào đã đổ cái nước gì xà bông sền sệt ra té quá trời. Trời ơi. Ôi đáng đời. Chuyện gì quan trọng quá vậy? Kẻ nào ác tâm quá vậy? Đi đâu đó? Đi. Kiếm cái gì vậy? Tôi đi kiếm thằng ba xe ôm. Ba xe ôm đâu chứ đất vậy? Ba xe ôm đang nghỉ rồi. Ủa nó nghỉ hả? Tám định đi vô bệnh viện hả? Đúng rồi á, cảm quá, cảm mà. Vô bệnh viện khám bệnh không có thôi chứ gì à. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Những gì hết ông này, nghi nghi nha. Uống nước mía hả? Ngồi xuống đi. Ăn xôi nha. Không ăn xôi không? Bây giờ tôi sẽ khai thiệt cho tất cả mọi người biết. Kẻ thủ ác đổ nước xà bông chính là anh Tám. Giống như Hồng Kông vậy. Tập thể chị Ủa mà tại sao biết? Nè, nói có chất mắt có chứng nha. Không phải là muốn nói cái gì nói nha. Nếu như bây giờ mọi người không tin, mở khẩu trang Tám ra là biết ngay. Mở ra đi. Nó cảm ơi, sợ thấy hình như mọi người lắm á. Tại sao tôi biết không? Tại sao? Tại vì tôi lần theo dấu vết tôi đã tìm được một hàm răng giả. Phải tìm ở đây không? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi tưởng con thú tật nguyền. Tám tật nguyền gì, răng của tao nó tật nguyền gì? Thấy cái hàm răng hết hồn chưa? Ủa sao mày, mày trồng răng ít tiền lắm, sao nó lấy răng con gì nó trồng cho mày vậy? Con gì nó có vậy là. Nó hồi nó lấy răng con quỷ trồng cho tôi luôn nè. Không bao giờ dám cạp mía. Không bao giờ dám cạp mía. Bây giờ tôi mới phát hiện. Ôi ơi, cái hàm răng này đi ngang xe nước mía tôi dòm không à. Mà thấy đi mua dừa về hoài. Đâu dừa hả? Không, cái này là thắc mắc thiệt. Tám. Vô duyên à. Cái này là thắc mắc thiệt. Không có chọc nha. Hứa đâu có giận nha. Không, nói đi, thật tình gì thì trả lời thôi. Mà sao mà người ta đi trồng răng giả đó, là người ta trồng răng sứ đúng không anh? Đúng rồi. Trồng răng sứ vô đó đẹp. Sao mày trồng răng hô vậy? Đây nè, để tôi kể cho nghe, có lý do đàng hoàng. Cái răng có lịch sử của cái răng đàng hoàng chứ bộ. Sao? Vậy nè, đó, người ta là trồng răng mà coi như là thẳng nè, nó đều là bình thường rồi. Còn tôi trồng răng á, nó lởm chởm, nó lô nhô như hổ gà, ổ dịch vậy đó, thì mới là bất thường, mới là hàng độc không đụng hàng. Tại nó là ngay thật ra vậy, tôi bị móm. Móm nặng lắm. Móm nặng lắm. Cho nên là trồng răng vậy để mà chữa móm. Chữa mớm mà thành hô rồi. Đúng rồi. Thì bói nói tôi á là coi như là nếu như ông á mà cười á, mớm quá cười không thấy răng là không có vào. Ông trồng răng sao mà cười mà vừa cười cái người ta đếm răng được. 1, 2, 3, 4, 5 sao người ta vừa đếm răng được á là mới vào. Nên đem làm hô luôn. Phải không? Dạ. Mày thấy mày vào chưa mà mày thấy đi mượn nợ hoài vậy? Chẳng biết không biết vào không mà thấy nặng cái mỏ mình quá. Vô vấn đề chính. Tại sao hồi nãy
anh lại nở lòng nào tạt nước xà bông cho chú Tư và mọi người té. Đúng mặt, rồi, đúng ướt mặt, ướt tại sao? Tại tại ông này nè. Sao vậy? Tại ông tôi coi á. Tại sao? Sao tại ta mày? Sáng nào cũng vậy hết trơn á trời á. Sáng nào cũng là mở nhạc đung 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 hết trơn á. Chính xác. Đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Mà tôi á có sở thích đó là gì? Là thích đánh răng. Thích vệ sinh răng miệng. Để răng mình răng hàng độc mà. Nên sáng nào tôi cũng vậy, tôi ngủ dậy là tôi vệ sinh răng miệng cho trước. Tôi bỏ cái, tôi tháo hàm răng, tôi bỏ vô thau nước rửa chén tôi ngâm. Để cho răng nó chắc và nó diệt khuẩn. Trời ơi. Đó, răng chắc lắm phải không? Mình không vệ sinh kỹ á, lỡ mình táp nói chuyện mình cắn trúng ai chạy nọc tội nghiệp người ta. Trời đó, cho nên là tôi ngâm nước nó có tâm. Có tâm lắm. Nói chung là ngâm ra thau nước rửa chén. Đang rửa chén gì đó, mình ngâm vừa rửa chén vừa ngâm gì đó. Cái tự nhiên cái nghe nhạc đùng 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 ở đây. Làm tôi rớt bể 4-5 cái chén hút vậy đó. Tại sao rớt? Thì đó thì quan tâm cái vụ nhạc của ông chứ ai. Nhạc như rửa chén ông có dính dáng gì mà phải rớt ra chén rớt ra dĩa. Tôi không có chịu được cái tiếng nhạc của ông. Ông thích mà tôi không thích thì sao? Không là vừa rửa chén mà vừa nhảy luôn mới rớt chén dĩa như vậy. Đó thì tôi mới là rớt vậy. Tôi mới quê quá bực quá. Tôi cầm cái xào nước rửa chén á tôi đổ vô cái xô. Ra đây tôi tạt cho mọi người té chơi. Ai mà có về đâu rồi quên mất là cái răng mình để trong đó đó rồi về nhà bác thì không có ra tìm cái răng mình rồi mới bị bể chuyện ra lộ hàng á chứ. Lộ hàng á? À, cái hàng ông khỏi cần làm gì cũng lộ kìa. Bị ông gặp là được tôi chết liền. Đó thì đó, đó giấu bị... đầu lòi đuôi ha. Giấu đầu lòi đuôi chỉ giấu đuôi lòi đâu. Rồi nó không răng ra nè. Ta nói nè, mấy mốt rồi rửa chén, người ta đang tập thể dục, ta nhở nhạc lên, chịu không được. Ngưng lại, đứng yên, chờ hết nhạc, rửa tiếp. Trời ơi, rảnh quá, rảnh như ông vậy đó. Trời ơi, ai biểu rửa chi mà nhà nó giật rồi bể cái chén rồi ra là hại người ta. Mai à, té nhẹ à, rửa chợt là chấn thương sọ não rồi sao? Ai mà biết cái chuyện xảy ra nó lớn gì đâu. Mà nhờ vậy tôi phát hiện ra một điều. Điều gì? Vậy? Đời sống sẽ ngắn lại nếu làm hại lẫn nhau. Muốn đời bớt khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Thấy mình sai lầm dễ sợ sai lầm luôn. Theo cái lời của anh Tám nói đó, con nói thiệt, con góp ý chú Tư với lại cô Hai luôn. Góp ý luôn, tất cả mọi người trong xóm với nhau, mình bà con với nhau ở cùng xóm. Bây giờ giận hờn nhau làm cái gì? Đừng có để mấy cái chuyện nhỏ mà mình gây tới gây lui nó mất tình hàng xóm. Đúng chú rồi. Tư. Cái chuyện mà buôn bán với nhau, hoặc chuyện xóm giềng chúng ta phải nhưng mà tôi góp ý không nha. Góp cái gì? Nghĩ sao ông đem cái lo chà bá này ông làm phiền mọi người nè nha. Trời đất ơi, tôi nói nè, cái mình không tập thể dục ta là cũng không được, mà buôn bán không có giờ tập, mình tranh thủ ra mình tập. Mình nghĩ là mình tập là bà con cùng tập, nhưng mà về mình thích người ta không thích thì từ từ. Tôi mai mốt tôi bỏ cái lo này. Tôi đi làm thêm 4 cái lo nữa. Trời ơi. Phải 4 lo nhỏ xíu thôi. Còn tôi đủ nghe đi tập thể dục thôi. Còn tôi thì qua chuyện này tôi cũng xin lỗi mọi người. Tôi hứa với mọi người bây giờ có nhảy gì thì nhảy. Tôi cũng không bao giờ lấy nước rửa chén để tạt nữa đâu. Mà tôi lấy nước nước gì đó. Nước sạch, nước bông tên á, tạt ra đường để lúc mà trời nắng á nó mát mẻ đường xá cho mọi người dễ tập và đi qua lại nó hợp vệ sinh. Thôi hay sao? Tưởng nước rửa chén thành dầu nhớt rồi chết luôn. Tôi thì mốt tôi bớt cái mỏ tôi lại. Đúng rồi. Tôi không có la bài hải nữa. Đúng rồi, cho nó mập lên chút. Nghe lộn bài. Tất cả trong xóm mình yêu thương nhau vậy là vui rồi. Đúng rồi tôi hiểu là vui rồi. Đang xin tư coi tiếp tục nhảy vô. Trời ơi bữa nay thôi, nhảy bữa nay thôi. Trời ơi thôi mà hộ mà để cho người ta ngủ nữa. Nhảy bữa nay thôi. Trời ơi không nhảy nữa. Ấy cái mặt là nhắc không, mặt là nhắc vở hài kịch rất là vui nhộn đúng không thưa quý vị? À, Lê Khánh, anh Tài hỏi nè, em có thường hay đọc tin tức không? Dạ đọc chứ, em đọc thường xuyên luôn nha. Em đọc những tin gì nè? Em đọc nhiều tin lắm nè, tin giật gân nè, tin lá cải nè, tin nhảm nè, tin dựng chuyện nè, tin bịa đặt nè, nói chung là nhiều tin thú vị lắm.
Sao vậy? Dạ. Sao có rất nhiều tin tức khác nhau, những tin hay ho, những tin chính thống không đọc mà toàn đọc tin dâu không vậy? Trời ơi anh ơi, bây giờ khó tìm những cái thông tin chính thống để mà đọc lắm á. Ừ. Bây giờ mở mạng xã hội lên toàn những thông tin đó không à. Vậy thì mới gây được sự chú ý đó anh à. Cái đó người ta kêu là tin đồn thất thiệt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vì chính cái việc là thông tin thường chạy theo rất nhiều những cái tin đồn khác nhau như vậy, cho nên là có rất nhiều những vấn đề nảy sinh trong xã hội. Đúng rồi, có rất nhiều người tội nghiệp nha. Ừ. Bị tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến thanh danh của người đó luôn đó. Không phải chỉ những cái người mà bị tung tin đồn đâu, thậm chí tác giả là những người mà cố ý tung ra những cái tin thất thiệt đó, rồi cũng sẽ gặp hậu quả khôn lường khi mà mọi người phát hiện ra sự thật mà ông bà mình nói là khi mà gọi là ba mặt một lời đó. Trời ơi, có những cái chuyện như phải tám mặt một lời luôn đó. Là kêu tám người tới đối chứng đó phải không? Dạ đúng rồi, người tung tin ra trốn. Nhưng mà sao tự nhiên anh nhắc đến chuyện những tin đồn chứ? Dạ em đâu có đồn ai đâu mà anh nói tin đồn làm gì em giật mình. Đâu, ủa có tật trục là thả gì giật mình. Anh đâu có nói em, bởi vì anh muốn mời quý vị khán giả cùng đến với một ca khúc có một cái tên rất ấn tượng, Tin Đồn, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Kiều Oanh và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất cùng với phần phụ họa của vũ đoàn Việt Hải. Nhé số đi, nhé số đi. Chán người sao hôm nay vẫn que vậy ta? Chị đi qua gốc cây kia đứng rồi cho nó thoáng, dễ làm ăn hơn. Qua bên gốc cây làm ăn gì đó? Chị đang chờ khách phải không? Khách nào chờ? Đang đi chờ đi khách đúng không? Bên kia kìa, bên kia có người. Ý mày nói tao làm gái đó hả? Ờ. Mày giờ tao tư cách gì mày nói tao làm gái hả mày? Biết mày. Ủa? Không phải hả? Tao đứng không ác được không? Ủa nói vậy là người thường hả? Người thường. Mấy mua một con tờ giấy số ủng hộ con. Không có tiền mua, biết. Sợ trời. Sao không đi đi ba? Mày lại mày đứng trước mặt tao hoài vậy? Giờ làm gì hả? Nãy giờ làm gì hả? Mày đuôi hả? Mày thấy tao giờ hả? Giờ nhà này hả? Cái cỏ gì đó? Làm gì? Hỏi chi vậy? Biết rồi. Vậy chị là thám tử phải không? Thám tử thường thôi. Trời ơi. Ủa chị chứ thám gì? Tao là thâm hiểm. Thâm hiểm. Thám hiểm. Thám hiểm hả? Thám hiểm em biết. Thám hiểm nè. Thám là do thám đúng không? Đúng. Hiểm là mấy cái chỗ hiểm đúng không? Do thám mấy cái chỗ hiểm đúng không? Trước khi tao do thám mấy chỗ hiểm căn nhà này, tao biết cái chỗ hiểm mày lâu tao đánh mày liền. Mày điên hả? Mày ngu vừa phải thôi. Thám ở đây là do thám, còn hiểm đây là nguy hiểm. Tao nhìn cái căn nhà này để ra coi cái chỗ nào nguy hiểm hay là không nguy hiểm đó, biết chưa? Ngu. Ê! Chị Loan phải không? Còn thiếu phải chỉa mặt nha mày. Chị Loan phải không? Tao là Loan, tại sao mày biết tao? Em nè, tèo vé số nè. Tèo nào? Tèo vé số em anh Tí nè. Tao biết tèo nào hết. Anh Tí bạn Tư Hô á. Tao biết Tư Hô từ nào á. Tư Hô là em của Sáu Súng á. Tao biết Sáu Súng là thằng Sáu nào hết đó. Tư Đăng Cưa đó biết không? Tư Đăng Cưa tao biết. Nhưng mà tụi bay tao biết, tại giờ mày đem kể nguyên cái dòng họ mày, tao chỉ biết có thằng Tư Đăng Cưa thôi. Hôm bữa em ngồi nhậu với chị chứ quên rồi. Tao nhậu với mày. Em ngồi nhậu với chị bên quán Ba Mập đó. Trời ơi, chị uống xỉn vô chị cắn em quá, chị cắn luôn. À, mày là thằng nhỏ bán vé số mà mày nhậu sai xỉn rồi mày cởi đồ ra, tao thấy mày mặt trắng bóc nữa, tao gọi tao cắn cái tay mày chứ gì. Trời ơi, bà cắn quá bữa đó, bữa sau đi chích ngừa luôn á, thiệt. Mày làm cái tao nói gì đó. Nè, vậy là tao với mày là bạn đồng nghĩa rồi. Trời ơi, ông trời vòng vòng ha. Rảnh bữa nào đi nhậu với mày. Mày, ra ngoài. Thằng nào nè. Bây giờ chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau. À. Tao tâm sự mày một chuyện này rất là quan trọng. Trời đất ơi, em có tư cách tâm sự với chị luôn hả? Bây giờ mày muốn có tiền không? Trời tiền ai không muốn. Hợp tác làm ăn với nhau đi. Sẽ có tiền tao với mày chia đôi. Làm gì ngon lành dữ vậy? Ăn cơm hả? Cơm bà nội mày cái cơm. Ăn gì? Gì? Ăn chào mà. Ăn chào nè. Mày, ăn chào nè. Mày. Mày muốn chết rồi hả? Điên hả? Mày la lên cho công an trồng lầu táo mày hả? Trời ơi chị. Trời ơi chị nói cho em xanh mặt luôn á chị. Tưởng đi làm nghề ăn trộm với chị. Chứ bây giờ làm nghề gì vậy? Ủa cái gì? Ủa đợt em thấy chị đâu có tệ lậu gì đâu.
quay. Hey, hey, vé số của mày bỏ đi vậy hả? Hey, hey, mày. Em xin lỗi chị, em nhìn chị em tưởng con ma mắt thăm. Con mắt của chị thấy ghê quá vậy chị? Mày thức ba ngày ba đêm mày canh cái nhà này đi, rồi mày không ngủ thứ mà có thăm quần như tao không? Ủa chị canh cái nhà này là để chị hành nghề hả? Hành nghề ăn trộm. Tao canh rồi, chủ nhà này là đúng 3 giờ sáng mới về, cho nên đúng 3 ngày 3 đêm cái giờ giấc vẫn y chang vậy. Tao quyết định ngày hôm nay tao đột nhập. Ủa chị, nhưng mà hồi lúc mà nhậu là em nghe nói là chị nhà chị giàu khá giả lắm, mà sao tưởng ra nông nổi này dữ vậy? Ở dưới lại nói nghe nha, cái này em đối với chân thành luôn nha. Nói đi. Ăn trộm đúng không? Thì người ta bận đồ đen đi, bận đồ tối đi, nhìn nó không có ra. Bận cái gì đâu ăn trộm, bận đồ sặc sỡ vậy? Bởi vì mày ngu lắm. Tâm lý người ta thường thường mà thấy ăn trộm á là ăn mặc gọi là giống như là gian vậy đó. Lúc nào cũng tối hù, lúc nào tối hù. Tao mặc đồ sang vậy nè, đố cha ai nói tao ăn trộm. Thậm chí nãy mày tưởng là làm gái nữa mà. Ờ đúng rồi. Ờ hồi nãy em tưởng chị là mấy con gơ. Mấy thấy con chưa? Gơ mà dạng như loại 2 loại 3, gơ sủ và gơ giạc. Gơ giạc về mấy cái vùng quê á. Tao giạc mỏ mày à, tao giạc mỏ mày à, nghe chưa? Không, chị có sao. Bây giờ vậy nè, ngoài cái nghề mà tao đi ăn trộm ra, giờ tao hết vốn rồi mà tao không biết nghề nào hết. Nếu mày giúp tao thì mày có tiền, mày không giúp tao thôi mày im lặng đi, mày để tao hành động. Bởi vì tao nói mày nghe, cái cuộc đời tao nó vô cùng bất hạnh. Ủa sao vậy chị? Mày muốn nghe cuộc đời của tao không? Không. Không thì thôi. Nói giỡn á, muốn nghe lắm. Kiếm chỗ đi, kể cái cuộc đời tao cho mày nghe. Cuộc đời của tao nó dài lắm mày ơi. Bây giờ kiếm chỗ nào để mình anh chị em mình ngồi tâm sự đi. Kiếm chỗ nào đây? Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ngồi đây. Nhổ ra được không? Nhổ, nhổ giùm tao, nhổ giùm tao. Nhổ, nhổ này, theo em là nhổ vậy nè. Chịu đau nha. Mày hết chỗ rồi, mày lựa ngay cái cột như vậy mà biểu mình ngồi tâm sự. Đâu định ngồi ngay giữa đâu biết đâu, nó sọt chịu đau quá. Giờ tâm sự đi, nói nghe đi. Kể mày nghe. Ngày xưa. À. Tao là một nữ tỷ phú. Nữ tỷ phú? Giàu có nhất vùng. Em nghe mấy anh nói hồi đó chị giàu lắm. Tiền xài như nước, buồn quá không biết làm gì. Đi qua Campuchia đánh bài. Trời ơi, có điều kiện vậy ta? Tao qua bên Campuchia, tao mới vừa bước chân vô Campuchia, người ta coi tao như là nữ hoàng. Nữ hoàng? Nước dân tận hồng. Trời ơi. Ăn dân tận hồng. Để tay ra một cái thôi là lao tay cho tao. Tao buồn buồn có người ru tao ngủ. Tao nực có người quạt tao. Tao muốn đi có người ẩm tao đi. Tao giống như một bà hoàng bên nước xứ Campuchia. Trời ơi chị, tả giống như là chị bị liệt rồi, mấy người ta lo cho chị vậy. Khùng quá, ý là tao già quá đó. Già quá. Tao cứ cầm tiền nó quăng. Tao xẹt. Đến một ngày nọ tao cầm tiền nó xẹt. Tao không còn thấy cái gì, tao xẹt nữa. Thế là tao tuột hết. Tuột cái gì? Tuột vàng đi bán. Tao tuột vàng tao đi bán, thua quá mà. Càng đánh tao càng thua, rồi cuối cùng tao quyết định tao trở về Việt Nam. Tao bán hết tất cả tài sản, tao gom tiền, gom bạc, tao qua Campuchia. Tao làm một cú chót. Mày ơi, một cú chót. Em biết cú này chị thắng, tại vì ông một trời. Một cú chót. Bất công dài hơn. Một cái bạc. Đi luôn. Ủa con chị không có hậu luôn hả chị? Thế là từ đó tao trở thành trắng tay. Ngày hôm nay tao quyết định tao quất một cú ăn trộm để tao đổi đời mày à. Bây giờ mày có giúp tao không? Em nói thiệt với chị, ba mẹ em dạy ăn trộm là xấu, nhưng mà nghe cái câu chuyện này của chị, em thấy ông trời bất công quá. Bài mà làm cái gì mà chị phải phá sản hết đúng không? Tao đâu có giết người cướp của đúng đâu. Rồi chỉ là mê cờ bạc thôi. Em giúp chị. Mày giúp tao phải không? Em giúp chị. Được, bây giờ mình đi vô ăn trộm. Vô ăn trộm đúng không? Ờ. Chị cho em theo chị đi. Em muốn vô nhóm của chị. Chị đón nhận em. Dạ. Bắt đầu đi em. Rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà đâu? Nếu tao là chìa khóa, tao là chủ nhà rồi. Tao cần gì phải trèo vô? Chìa khóa nhà. Không chìa khóa. Yên tâm. 1 phút 30 giây. Chìa khóa nhà này ở đâu mày có? Hồi nãy chị nói chủ nhà ở mình đúng không? Đúng rồi. Người ta ở một mình, người ta làm biếng đem cái chùm chìa khóa này theo lắm. Thứ nhất nó nặng. Thứ hai lỡ để quên cái là ở ngoài đường luôn. Thường thường người ta giấu ngay mấy cái gốc cây nè, gốc cây bự nè, dưới đất nè, hành lang nè, hàng rào. Hôm bữa em lấy cái số em đi ngang qua thấy ông bỏ vậy nè. Mày thông minh quá, bây giờ đi vô nhà hốt hết tất cả cho tao. Hành động luôn đúng không? Action. Vô.
đó mà lại. Mày đâu? Mày hả? Bây giờ đây nè. Sao tao bước chân vô nhà tao rờn rợn mày ơi. Sao vậy? Sao nhà âm u quá, tao hù không thấy gì hết. Trời, bà rảnh quá luôn á. Tao nói thiệt mà. Gỡ mắt kiến ra. Đèn mắt kiến đèn hỏi sao nó không tối. Bây giờ tao thấy nó tối tối á. Trời ơi. Ê. Gì? Nhà rộng lớn quá, bây giờ mình phải chia nhau ra để mình hốt của thôi. Bây giờ tao ở đây, mày lục hết tất cả các phòng, có bao nhiêu cái mày đem hết cho tao. Lẹ lên. Rồi. Nhà rộng quá. Hốt được rồi mày ơi. Vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi. Bởi vì tao nói với mày gào lắm mà. Trời ơi chị ơi. Nè. Nè. Trời ơi. Vàng. Đấy nè, đấy có vàng luôn. Vàng. Cái rổ màu vàng nè. Không có. Đây nè, có giá hủ tiếu nữa. Đó. Để em mình lên hương rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Lấy lẹ lên. Đây nè chị ơi. Không phải lên hương chứ là cái gì. Ngon lành cái đây. Không. Vàng không sợ kìa. Từ có hết. Ê. Nè. Còn nữa không? Con trời ơi sao không còn quá trời quá. Của cải. Của cải kìa. Hết. Một thùng luôn á. Ngon lành chưa? Mày đi vô trong mày lục một thùng nồi niêu xôm chảo ra. Mày đội trên đầu tao mày đội xuống như vậy nè. Mày để mục đích mày làm cái gì hả? Làm cái gì? Về mở tiệm ăn, nấu cơm sườn, bán hủ tiếu đâu. Tiền đâu mà mở tiệm ăn? Đánh bài, có hộ bài hôm nay nè. Mày điên hả? Sạc kiểu gì bài bạc. Rồi bây giờ mày điếu tao đánh bài nữa hả? Nè chuyện hả? Mày lại cái gì hả? Tao biểu mày đi vô trong mấy cái phòng đó, mày lục mấy cái tủ ra. Mày không lục cái tủ ra mà tại sao mày xuống dưới nhà bếp mày lục nồi niêu xôm chảo ra làm cái gì? Chị, em nói chị nghe nè, em kiếm hết rồi, có cái gì ra là em lấy hết. Chứ em đâu có biết cái gì đâu chị. Mày lục hết tất cả cái phòng chưa? Em lục hết rồi, không có đúng một cái nhiêu đây đồ thôi hả? Không có củ cải vàng bạc một đồng bạc nào trong đó hả? Không có. Không có củ quý gì luôn? Không có. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Ê, chẳng lẽ bây giờ giang hồ đồn là đồn đúng sao ta? Giang hồ đồn cái gì? Giang hồ nói tao không tin mà bây giờ tao tin rồi nè. Đồn cái gì? Giang hồ nói là ngoại thất thì già hoành tráng mà nội thất thì nghèo choáng váng. Trời ơi, thiệt hả? Thiệt luôn. Chà, sao kỳ vậy ta? Vậy giờ sao chị tính sao? Giờ tính sao giờ? Bây giờ ráng. Có tiếng động. Chị ơi, chị ơi. Ơi. Em nói thiệt chị, bây giờ sao chị? Gặp cái chủ nhà về phải không? Bình tĩnh đi. Bà bình tĩnh đi. Tôi lại. Chết thì sao lại như vậy? Chị ơi, chị đừng có giết em, chị. Em là đồng minh của chị mà. Chị ơi, chị đừng có tự tử, có gì mình năn nỉ người ta cho mình về được mà chị. Tao nói mày nghe, đi rồi đi. Hồi nãy mình vô cửa nào giờ mình ra cửa đó đi, lẹ lên. Cửa hồi nãy bây giờ chủ nhà vô rồi, bây giờ sao mà ra? Đi vô cửa sau. Chở hoài em rồi gì biết cửa sau. Vậy bây giờ sao giờ? Bây giờ kiểu cách nào đi trốn hay là cái gì đi? Đi. Nhào vô đi. Chị giỡn hoài. Anh chờ chị ơi. Ê. Sao không bình thường chứ chị? Action. Nói cho người ta hiểu với. Ừ, tao lặng cướp. Mày nhúng cái tao tao giết mày chết. Ừ. Nói. Ê, tụi tôi là tụi con là ăn cướp. Bây giờ chú không được thì tao được tao giết chú á. Ừ. Chị là ăn cướp hả? Ăn cướp. Trước khi mà chị muốn đâm tôi thì tôi chỉ chị. Tao đâm thiệt à? Chị đâm chỗ nào? Tao. Chị đâm chỗ này hả? Đâm đây hả? Đâm đây cơ không à, không có máu nhiều. Trời ơi. Nè, tim nè. Đâm vô đây một cái. Là tim ngừng đập mà máu sẽ tuôn ra. Nhưng mà chỗ này tim nhưng mà máu nó cũng ít. Đâm chỗ này nè. Ngay cái mạch máu lớn nè. Đâm vô một cái ha. Xịt ra như cái vòi rồng luôn. Đâm vô. Mày khùng hả? Tôi không có khùng. Mày điên hả? Tôi không có điên. Mày không điên sao mắt kiến của tao? Tôi không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Giết tôi đi. Trời ơi. Giết tôi đi. Đâm tôi đi. Nếu các người không giết tôi sẽ tự giận. Ê, đừng, tao
số này. Tôi giận, tôi lấy cái này tôi sẽ đâm cho trong người tôi. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi, tôi lại chạy, tôi lại. Giết tôi đây. Chết cha rồi sao đây mày? Bây giờ mình chỉ có hai phương án, một là giết ông thiệt, hai là chị em mình chạy thôi chị. Tôi là một kẻ phá sản. Hả? Tôi đánh bài đánh bạc. Hả? Tôi thua hết tài sản trong nhà tôi. Trời ơi, cha mẹ tôi dứt tôi ra đường. Tôi sống như một con chó ghẻ. Giết tôi đây. Tao cũng là đồng nghiệp của mày nè. Tao là một nữ tỷ phú. Tao đánh bài, tao phá sản. Bây giờ tao không còn đồng bạc nào hết. Tao và mày là đồng nghiệp, cho nên mày đừng chết. Đứng lên, nào. Chúng ta cùng nhau dìu nhau. Đồng nghiệp. Mày cũng đánh bài, mày phá sản. Như vậy là Ngu Lan chức nữ đã gặp nhau. Một cặp tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Giờ ta chăn con chi, tay chăn tay mà thôi. Đời bà gian sao lắm phú phàng. Ngồi trước tâm gương sáng rồi vào đó mới thấy ân phát hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu có chi. Xin hãy tránh xa kiếp đó đen. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Trời đất ơi, ông nội. Làm nãy giờ Minh Họa mệt chết luôn hả? Mày làm gì vậy hả? Mày làm gì tự nhiên mày hát như vậy? Tụi tao Minh Họa vậy? Không có đâu, tại thấy vô hoàn cảnh câu chuyện quá con mới em mới hát chứ bộ. Thì tụi tao là đồng nghiệp với nhau mà. Thôi, mệt quá. Đi mệt đi. Ê. Hả? Nghe nè. Gì? Đồng nghiệp. Khoan, để bắt ông này vô cái đã. Vô đây ngồi. Tại sao mà mày thuộc bài đó? Ờ. Ai cũng có nỗi buồn mà. Chú có nỗi buồn của chú đúng không? Đúng rồi. Chị có nỗi buồn của chị. Đúng rồi. Em có nỗi đau của em. Mày đau làm sao? Cuộc sống em nó không có gì gọi là khó khăn. Nó không có gì gọi là cú sốc của cuộc đời hết. Năm năm tuổi lúc còn nhỏ là mẹ em theo trai. Trời ơi. 6 tuổi thì ba em lấy vợ bé. Họ con như một cái bánh. Đã qua đã lại, em phải lăn lộn ra đường kiếm cơm. Anh chị có hiểu không? Hiểu. Anh chị có ai thông cảm được cho em không? I see. Anh không bao giờ thông cảm được cho em. I know. Anh không phải như em đâu, anh hiểu. I know. Chị có hiểu được cho em không? Nỗi đau này ai hiểu được cho tôi? I think so. Nói thật chứ chú đâu muốn cái cuộc sống mà nó khổ sở gì vậy. Em không sống ba mẹ nữa. Yeah. Em lăn lộn ra đường. Oh. Em gia nhập vào liên minh quyền thoại. Một ngày anh biết em bán giấy số bao nhiêu là đưa cho liên minh hết. Mà thằng liên minh nằm khốn nạn ác bắt mày đưa tiền đó vậy. Game điện tử. Em chơi suốt chị. Tức cái là em còn bị hack nữa. Chị cũng là cuộc đời. Chị thấy cuộc đời em nó bất công với em chưa? Trời ơi, nó chơi game không mà nó cuộc đời bất công với nó. Thôi, chuyện mày cũng buồn cỡ như chuyện tao. Cũng từ bài bạc mà ra. Anh cũng vậy phải không? Nhà cửa vậy rồi tan quan hết gì bài bạc phải không? Nãy vô anh trộm đâu có đồng bạc nào trong nhà của anh đâu. Sao còn cái nhà anh không bán đi để trả nợ cho người ta? Tôi không thể nào bán được. Phải sao bán vậy? Được thôi, bộ cái nhà anh cầm rồi hả? Anh cầm rồi anh chuột ra bán cũng được vậy. Ừ. Tôi không cầm. Không cầm thì bán đi. Ừ. Tôi không bán được. Tại sao không bán? Trời. Bạn ơi. Ôi trời. Ai bạn ơi. Đúng nghe rồi. Nghe. Tôi xin nói sự thật. Nói đi. Tôi cũng là ăn trộm. Về được chưa? Mình về đi. Tụi mình về đi uống ra ngoài uống nước mía rồi nói chuyện chơi chứ. Vô nhà người ta ba đứa chậm rồi nói chuyện tào lao. Đây. Về. Chà có người đột nhập vô cái nhà này. Bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. 2, 3. Thân công. Nó lại. Đè xuống. Đã nói từ từ. Có đâm thì đâm ngay đây nè. Đâm chỗ khác bắt công tôi dãy tôi mệt lắm. Đâm đây chết liền.
đâm đây máu phun ra cái dồi. Ừ, dính hết đôi mặt bà. Ô, ê, cái câu này nghe quen quen nha. Quen dữ ta. Tôi hiểu chiến hữu là ai rồi. Nhìn mặt là tôi biết đã thất bại trong cuộc đời. Vì sao thất bại? Vì sao? Vì cờ bạc. Đánh đề. Hả? Đua chó. Hả? Đá gà. Hả? Đá cá. Hả? Trời châu. Tại sao mấy người coi thường tôi vậy? Định kể từng tội của tôi ra. Tất cả những cái gì mấy người vừa kể tôi đều chơi hết rồi. Trời ơi, ơi. Cha nội là sư tổ tụi mình rồi. Nhưng mà nó chưa đủ cho nên ngày hôm nay tôi phải đi đến đây, tôi muốn tự sát. Thôi đừng có tự sát. Căn nhà này bây giờ không còn cái gì mà có giá trị hết. Đúng rồi. Nó chỉ còn có 4 bức tượng. Chẳng lẽ đập ra lấy xà bằng để mà bán hả? Đúng vậy. Bây giờ dây đi theo tụi tôi. Ừ. Tìm đối tác khác. Mình chui vô, mình phối hợp để mình kiếm được con mồi ngon lành. Lúc đó mình chia tiền, mình tha hồ, mình sống với lại cái sở thích của mình. Đây, thôi đi. Nãy giờ các người tưởng tôi là ai? Ăn trộm. Không, tôi không phải là ăn trộm. Chỉ là gì? Tôi là chủ nhà. Ánh thần ơi, tao nói cái xe nó đẹp mà nó trắng muốt luôn. Trời ơi trời, xe ai vậy trời ơi, nó đẹp kìa. Trời ơi chú cha. Trời đất ơi, cái nước sơn nó trắng muốt hà. Ôi cái này mà chạy thì sướng phải biết luôn á nghe. Trời 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 ơi, coi kiến kìa. Kiến mà dán cái gì mà tối thui ở trong đó vậy ta. Chà, đồ hiện đại mà sao ai đậu đây, không thấy chủ đâu hết vậy. Quay gì? Quay quay dạ. Quay dạ. Làm gì? Dạ không làm gì. Rồi anh biết xe này của ai không? Của ai? Ông bước đây, ông bước đây, ông bước đây. Trời ơi, xe của người ta để đó thì ông làm ơn ông đừng có đứng gần nó. Cái hơi của ông nó áp vô cái xe, nó hư cái xe của tôi sao? Xe xịn. Xe xịn. Đứng gần cái hơi áp vô hư xe. Đúng rồi, cái hơi nông dân ông nó ập vô chiếc xe của tôi sẽ làm chiếc xe tôi nó bị lú mờ đi, ông hiểu không? Mất cái giá trị của chiếc xe đó. Trời ơi trời ơi, cậu ở đâu xuống vậy tự nhiên cậu nói tôi nông dân làm hư xe cậu? Tướng ông không nông dân làm gì? Tôi là nông dân nhưng mà tôi thấy cái xe đẹp rồi tôi tính là sợ cái lấy hơi coi có hiệu gì, có sướng không? Sướng lắm vậy. Có hả? Tiền mới mua được. À, dân nghèo nghèo là không có rớt được chiếc xe này. Hiểu không? Thôi giờ như vậy, giờ ông giúp cho tôi chuyện này được không? Chuyện gì? Thì tôi thấy ông cũng khoái chiếc xe tôi. À, đúng không? Thì mấy giờ ông giữ giùm chiếc xe tôi một chút. Tôi đi giữ xe hả? Gán giữ xe đi. Rác ra tôi trả tiền công cho ông giữ xe tôi. Hiểu không? Bảo đảm tôi cho ông tiền nhiêu đó tiền thôi là ông đem về ông có tiền nào, cho vợ con ông nè, rồi cho cháu chắc ông nè, đủ xài không cần làm mướn luôn. Trời ơi trời, giữ xe thôi mà cho tiền tôi nuôi vợ nuôi cháu tôi luôn hả? Được rồi chứ, cái tướng của ông thì cuốc ngày chừng mấy chục ngàn, tôi cho ông chừng 500 ngàn là ông khoái liền. Trời ơi đừng có chút xíu à, được 500 ngàn có tiền cho vợ ăn bánh. Dân giàu có nó phóng khoáng lắm. Thôi vậy tôi đi tìm nhà người quen. À, nhớ giữ xe cho kỹ nha. Rồi, đừng để bị gì nha. Yên tâm đi, tôi ngồi đây nè, nó bình trà rồi tôi ngồi đây nè. Ngồi đây phải không? Ở đây nha. Nhà trời lá, coi bộ nghèo dứa. Xây coi dùm xe nha, đừng để chạy hư rồi nha. Yên tâm đi, cuốc đất ở đây mà. Ừ, coi dùm cho. Ơi, giàu thấy cũng có giàu đó, đi xe hơi là biết giàu rồi đó. Mà ăn nói chuyện gì đâu không lọt lỗ tai miếng nào à. Ơi, đúng là trẻ người non dạ, mắt nhìn đời không có. Rồi, chà. Thôi, tranh thủ làm chút nữa rồi nghỉ. Trời ơi, tôi muốn trúng cục đá. Không có lưỡi cuốc văng đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi,
chạy thiệt coi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, thôi, sao xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ai? Tìm được người quen rồi. Coi như là biết sơ sơ rồi. Chỉ là bây giờ đi đến cái chỗ đó thôi. Mà đi chỗ đó hơi xa. Bây giờ là mình phải chạy xe thẳng vô đó. Thì hồi nãy cậu đi, cậu nhờ tôi coi xe. Đây. Cái tôi coi xe giùm cậu. Đó, thì... Mà cái xe giờ nó còn nguyên à? Đúng rồi, nó thấy mà. Ừ, xong rồi tôi nói nó có sách, mắt có chứng. Đang cuốc vậy nè. Gãy lưỡi cuốc à? Gãy hả? Yên tâm. Lát nữa tôi cho ông 500 ngàn. Ông mua được lưỡi cuốc mới. Không gì hết. Vậy là nha. Không có gì xảy ra hết. Không gì xảy ra hết nha. Không sao. Ừ. Trời ơi, đúng là dân có tiền nói chuyện. Lát đưa 500 nữa mất đi. Cảm ơn nha. Trời ơi. Ông nhấp cái gì? Ủa đâu có sình lầy đâu sao ông té vậy? Gì vậy? Còn Nguyên. Mà sao nó bị kỳ vậy? Sình giang. Thầy sình rồi. Nhưng mà có cái gì? Chẹt. Chẹt. Cái chẹt á hả? Ừ. Cái lưỡi cuốc á. Trời ơi ông ơi. Cái thằng nào con nào nó làm cái lưỡi cuốc nó vậy hả? Hồi nãy Thằng nào con nào? Hồi nãy cậu nói không sao rồi mà. Không sao là cái vụ cái lưỡi cuốc của ông. Cái lưỡi cuốc ông có mẻ con hư. Tôi cho ông 500 ngàn. Tại vì ông giữ giùm cái xe tôi cho ông mua cái lưỡi cuốc mới. Mà cái lưỡi cuốc đó nếu... Cuốc cho một đá nè. Gãy lưỡi cuốc. Không thấy cái lưỡi văng đâu. Nhìn qua thấy cái lưỡi dính trong cái xe. Giật mình, sợ không chết luôn. Mà tự nhiên anh nói không sao, tôi mừng gần chết. Tôi sợ làm tổn hao tài sản của anh. Nín. Cho biết. Ông biết cái xe này tôi muốn bao nhiêu tiền ông biết không? Biết mà, biết xe mất. Bây giờ cái xe nó như vậy nó chạy hết rồi. Bây giờ làm sao đây? Hả? Nãy nói không sao rồi, nhỏ nhỏ tiếng thôi. Không có sao, không có sao là cái chuyện cái cuốc của ông. Còn cái xe tôi bắt đầu nó có sao rồi đó. Trời ơi, cái tướng ông là cái tướng làm mướn, cái tướng làm thuê, cái tướng cù lần, cái tướng cuốc đất. Làm sao có tiền để đền chiếc xe của tôi? Tôi nói thiệt của ông đó nha, cái nhà tranh vách lá của ông nó bán đi không đủ tiền. Làm cho cái xe tôi nó đẹp mà nó ngay lại. Cái này là cái tôi... Cái bộ tôi... đồ của ông đó nha, nó thấy gớm, nó nhào, nó nát, nó nhăn, không ai ủi hết. Lấy để lau chiếc xe tôi biết tôi chịu chưa nữa. Đây. Đây gì? Tỉnh đi. Đi cái gì? Bình tĩnh. Cái này không bán. Tại sao không bán? Cái này không phải để lau xe. Mà tôi nói cho ông biết, nó để bán hay để lau xe thì tôi cũng không chịu hết. Đền, tôi đền. Đền, lấy cái gì mà đền? Lấy cái gì mà đền? Thì cái xe hư mình lấy tiền mình đền. Tiền đâu mà đền? Tướng ông vậy, tiền đâu mà đền? Đừng, tiền đâu? Đây nè. Tiền đâu? Rồi, bình tĩnh. Đền. À, bây giờ như vậy ha. Dạ sao? Cái xe này sửa nhiều. 30 triệu cũng không đủ. Có 30 triệu thôi. Ừ. Dễ ẹt ha. Trời ơi hết hồn hết vía. Tôi tưởng đâu là chắc 30 tỷ. 30 triệu dễ ẹt. Đây đứng đây đợi chút xíu. Đây chạy ra ngân hàng rút 40 triệu về đưa chỗ đây đi sửa cái xe. Trời ơi, nông dân cuốc đất mà nó 40 triệu đưa cho tôi sửa xe. Ông nằm mơ hay là tôi nằm mơ vậy? Thì bây giờ tin không tin rồi đứng đây đợi đi. Tôi đi ra ngoài ngân hàng tôi rút tiền ra cho. Thôi đi ông nội, ông đừng làm vậy. Ông bỏ đi một cái rồi bây giờ xe tôi hư vậy. Rồi ông bỏ đi sao tôi biết ông đường nào đâu mà tôi tìm ông. Chứ giờ tôi đứng đây làm sao mà có tiền rồi mà trả đứng lại ông sùm hoài. Thì bây giờ tôi tính sao bây giờ? Bây giờ vậy đi. Ông là đại gia đúng không? Nhà giàu đúng không? Ừ. Có đồ quẹt thẻ không? Tôi vô lấy thẻ ngân hàng ra quẹt cái 40 triệu liền tại chỗ. Trời ơi, nông dân mà cũng có đồ quẹt thẻ nữa hả ông nội? Trời ơi, bây giờ tôi không biết. Xe tôi nó vậy nè. Ông thấy không? Đất nó vậy. Một đường xẹt qua vậy. Mà bây giờ ông nói quẹt thẻ. Để ông nghĩ. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, đâu rồi?
tôi đâu rồi? Anh ơi, trời ơi em, sao mà lâu quá giờ anh để chờ mệt muốn chết luôn à? Thì hồi nãy anh nói đứng đây nghỉ ngơi đi, tự nhiên em chạy một lèo đi về nhà em. Anh đâu biết đâu, em phải đi hỏi tùm lum mới biết nhà em tốt với kia. Trời giờ... ơi, để em chờ mệt quá luôn anh ơi. Giờ vậy em cứ đi về nhà em đi nha. Bây giờ anh phải có việc, anh phải công việc, anh phải có một cái hợp đồng bất ngờ. Ủa hợp đồng bất ngờ là gì vậy? Hợp đồng bất ngờ bạc tỷ lận. Để anh về anh ký hợp đồng, hiểu không? Bạc tỷ luôn hả? Bạc tỷ ký hợp đồng. Nhưng... Trời ơi, đại gia của em. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ em cứ đi về nha. À, cho anh ký hợp đồng xong em lên liền nha. Nhưng mà hợp đồng gì? Trời ơi. Anh phải nói rõ cái hợp đồng của anh là cái hợp đồng gì chứ. Anh để em đứng em chờ. Trời ơi, em mặc áo đỏ hả? Em đi hả? Đi nguyên sớm này hả? Bò trâu thấy nó hút em luôn vậy đó. Ôi em ơi, anh đã nói em đừng có mặc bộ đồ này. Khi mà về quê mà em có đồ nặng bộ đồ về quê hoài. Tại giờ... vì em thích mặc đồ này. Tại vì đồ này nó đẹp và nó rất là hợp với dáng của em. Đúng rồi, dáng em là dáng hoa hậu mà. Anh thích lắm, anh thích lắm, anh thích lắm. Anh thích lắm. Nhưng mà bây giờ em nói rõ cho em biết đây là cái hợp đồng gì vậy? Không, nói chung là giờ không có hợp đồng gì hết. Anh phải về, anh sửa xe. Ủa xe bị đâu sửa? Xe dơ. Trời ơi, xe dơ thì đi rửa không ơi? Nó không dơ nữa mà nó bị chày rồi. Trời, nó bị chày hả? Chày thì mình mua hũ sơn, mình quệt, mình sơn lại. Trời ơi, không được em ơi. Cái xe này sửa là nó lâu lắm. Mà bây giờ vậy? Tại vì anh muốn cái xe nó phải đẹp, về ba em thấy thì mới được. Chứ giờ xe xấu quá, ba em thấy là không được đâu. Quan trọng đâu, mình không có cần hình thức đâu, mình chỉ cần cái chất lượng. Anh là một cái người đại gia, lo cho em là được rồi. Không, anh hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cái hình thức nó phải quyết định hết. Nó phải đẹp đẽ thì ba em mới thích, hiểu không? Thôi, em không có biết đâu à, em muốn đi liền à, em muốn đòi. Thôi, em muốn đi mà. Em muốn đi mà anh đi không có được. Anh phải đòi. Đi không có được mà. Xe dơ chứ người em đâu có dơ đâu mà không cho em đòi. Trời ơi, anh lại em. Vô giùm anh đi nha. Xong rồi anh sẽ tìm cách giải quyết xong chiếc xe. Xong rồi anh chạy xe về với em. Anh nha. Nhớ nha. Anh nhớ. Anh đừng có để em đợi lâu, mệt lắm đó. Cái này nhanh lắm. Anh nhớ rửa xe cho đẹp đó nha. Rồi, xe nhanh lắm. Sơn sơn xe nếu anh không làm được á, để em đích thân mua hũ sơn về em sơn lại cho anh. Trời ơi, em con gái sao biết làm cái này được nha. Em làm được hết mà, có cái gì mà em không làm được. Rồi, để anh làm nha. Nha, em dễ thương quá. Đây nha. Nè, nói nè. Này nữa. Bây giờ em về đó, em kêu người ta vớt tôm hùm lên 10kg em đẩy anh ăn nha. Rồi, 10kg tôm hùm, rồi đi nha. Em đi nha. Đi đi. Nhìn em thấy giống con tôm không? Lúc mà hấp nước dừa xong nó mới đỏ. Em đi đó. Em đi đi nha. Nhiều dễ thương, dễ sợ luôn á. Nó làm cho mình nó nữ tính hết sức luôn vậy đó. Tướng đẹp dễ sợ luôn. Nhìn chiếc xe anh chết rồi. Bây giờ phải lo vụ chiếc xe thôi. Cái gì đây? Ai gọi? Sếp gọi giờ sao? Giờ ăn nói sao đi trời? Dạ alo. Dạ sếp hả sếp? Dạ em đấy. Dạ. Ủa sao hôm nay sếp về sớm vậy? Dạ xe đây, xe vẫn còn nguyên. Trời ơi, dạ. Cái xe của ai mà chạy quá trời vậy chú? Dạ. Cái xe trời ơi, cái xe gì mà... Dạ không, dạ chạy không. Chạy thương quá. Dạ không. Xe của ai? Hả? Ông đi ra, em đi 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 đi. Dạ không, dân ta nói là đường đây xì lầy lắm cho nên đừng đi vô đây. Dạ, đâu bị gì đâu, không bị xe gì. Xe mắc tiền và chạy vậy sót lắm nha. Thằng tài xế nào mà nó chạy xe nó chạy trong lúc. Đi ra đi, cái này mà chơi. Gì vậy? Dạ không có, dạ dân đây người ta nói là xe đây đường xình lầy cho nên bán đồ đây ế lắm. Dạ, không có gì hết. Dạ, em về liền. Em về liền. Tan nát hết rồi. Dạ. Cái xe này về chắc banh bọng luôn rồi. Này không mua bảo hiểm là ăn cho đủ luôn. Bởi vậy có số. Chú gì? Chú mày làm gì vậy? Con nói chuyện chú. Hồi nãy mày đâu có thèm nói chuyện tao, mày đuổi tao nha, đuổi con chó mà bây giờ mày kêu tao cái gì? Bây giờ chú không còn là một con chó nữa, chú là một thiên thần của con. Vậy yeah, thiên dạ. Thần vậy tao thiên thần tao không có nói chuyện với con chó tao đi. Không vậy 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 con
chú muốn con làm con gì cũng được. Mà mày kia lại làm cái gì? Chú giúp con chuyện nè, này. Dạ. Bây giờ cái án nó xử lớn lắm nha mày. Án gì chú? Hãm hại người già. Vì sao con hãm hại người già? Hay hay mày thấy đâu có của, mày bu đâu vậy? Trời ơi, tướng chú vậy có của. Ê, đừng khi dễ nha mày. Tao không có của mà tao có cái cuốc, là tao cuốc vào đầu mày à. Không phải, thì chú giúp người đi, giúp người cho giúp cháu. Giúp cái gì nói đại đi. Dạ, chú có biết ở đây có một cái ông già tướng nông dân. Ừ. Nói chung là cái con người ông dị hợm lắm. Mày chửi tao nữa hả mày? Không phải. Mày vừa phải đó nha mày. Ê, mày nhục mạ, cái tội này là tội mạ lị công xúc tới người lớn tuổi nha mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời con nghe được cái từ mạ lị công xúc là gì. Không, ý của nó là chú có biết được có người đàn ông già mặc bộ đồ xanh, ngực thì lép mà bụng thì bự mà đầu thì hói. Dạ. Tao mặc đầu xanh đây. Dạ. Bụng bự đây, ngực lép đây. Mày tả hồi sao thấy giống tả tao quá vậy? Dạ. Không phải. Ý con nói là bây giờ nhìn tao nè với cái con ma đó mà khác biệt cái chỗ nào? Dạ, cái đầu bự. Đầu bự. Đầu bự lắm. Ông có dạng mà dị hình tướng á. Đầu bự hả? Dạ. Ủa sao mày tả hồi tao thấy giống như bạn tao quá vậy mày? Ủa bạn chú, bạn chú. Ờ. Chú giúp con tìm nó đi. Bạn. Ông là cái người làm chạy. Ủa bậy vậy mày? Mày biết ông Năm đầu bự đó là cái gì không mà mày dám nói ông vậy? Ông là cái gì? Ông là là cái gì con không có biết. Con chỉ biết ổng là người làm hư xe của con. Bây giờ con bắt ổng phải trả tiền cho con để con về con làm cái xe con lại. Cái xe này là cái xe của sếp con. Trời ơi, nói hồi ra mày làm đi, mày bắt đền ổng phải không? Con muốn đền ổng. Muốn bắt đền tao dắt mày đi gặp ổng bắt đền. Dạ. Gì vậy? Đi. Kìa. Gì vậy? Đây. Đây này, ông bự này, ông bự này. Ông bự này. Gì vậy mày? Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Coi nó lấy cây như cây bazooka nó nhào thục hai đứa mình kìa. Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Mày làm cái gì vậy? Ông ngồi xuống. Tại sao? Tại sao ông lại bỏ chạy? Bỏ chạy gì? Hả? Ông biết cái xe của tôi giờ nó bị hư. Ông bỏ chạy như vậy rồi làm sao tôi có thể sửa xe tôi đây? Người nào đưa tiền cho tôi? Hả? Đi ra ngân hàng lấy tiền về đền nè. Ngân hàng cái gì? Ông nghĩ ông là ai? Ông là đại gia khu này chắc. Biết là đền. Bất nông, bất nông. Thì giờ lỡ chạy xe của chú em bắt thường rồi tôi thường cho chú em. Thường cái gì mà thường? Ông biết bao nhiêu không? 30 triệu. 30 triệu chứ không phải là vợ. Tiền mà. Thế không? Này tiền nè. Có cần lấy máy đếm lại không? Ở đếm là 1000, cục là 50. Đây đây. Bo đó luôn 20 hả? Không, đâu, đâu bo đâu. Ngắt cái lại nào, chứ, cái nào ra cái đó. Cái nào ra cái đó. Cục là 50. Rồi. Nhiêu đây á, hên xui. Còn nhiêu đây cho. Cho luôn. Làm sùm nó chết. Hiểu không? Ông này ông tội lắm, ông nuôi mấy con tôm thôi. Ông á, biết ông là ai không? Là ba. Ba. Ở đây con. Trời đất. Ba đi đâu vậy? Trời ơi, thôi tôi nói gì. Bận cái gì đâu. Mà đi từ ngoài đầu ngõ là tôi thấy nguyên cục nhỏ lè nó lét rồi tưng tưng tưng. Trời ơi. Ta giàu cha có tiền thì cha phải cho con gái cái diện chứ. Anh. Lại đây giới thiệu anh nè. Này là cha của em đó. Anh qua anh chào cha em đi. Anh qua anh chào cha em đi. Trời ơi, đại gia cầm cọc tiền luôn nè. Chào cha. À, đây là bạn trai con mới quen, là đại gia trên Sài Gòn á. Đó, đó anh giàu có lắm, anh có quyền cọc tiền mang về đây nè. Anh cho con với cho cha xài đó. Đại gia Sài Gòn. Dạ. Thứ dữ đây đó hả? Thứ dữ luôn đó, đi xe hơi xịn quá trời. Xe hơi xịn, xài tiền cá cọc cá cọc. Dạ. Xe hơi chạy chút xíu cũng xỉu rồi đó hả? Dạ. Nãy con nói gì bác nghe chưa rõ. Này nó là cái gì con? Dạ. Ảnh là đại gia. Ủa? Sài Gòn. Tôi nói nãy giờ tôi nhìn nó, tôi nói mình thấy mình mặc đồ kìa. Bình thường nó mới làm mà. Trời ơi. Đó chưa, áo vest đẹp quá. Trời ơi. Còn nguyên mạc trong này luôn nè. Sao kỳ vậy anh? Ổ nghe không? Trời ơi, nãy nè. Anh mới mua anh chưa kịp xé bác ơi. Chưa kịp xé, hàng gì cái quần đó nè, còn nguyên mạc luôn nè. Trời ơi. Trời ơi, đi ra coi. Đi ra coi. À, để cho em ba đâu. Sao anh ăn mặc sao mà anh không xé mạc ra gì trơn vậy? Để bác với lại cứ cắt mạc cho nhỏ. Trời ơi, nó còn số ra tao lộn số được vậy. Dạ đừng có lộn, đừng có lộn. Sao vậy? Lộn gì? Sếp biết là có người khác mặc
chép la con chết. Là nó nói vậy là làm sao? Làm sao mày? Dạ dạ, nhưng đồ này của sếp con mới mua để em dở để em xe. Con lấy con mặc ơi. Ủa gì là anh mặc đồ bính hả? Anh nhìn anh. Không đâu. Những nó mặc đồ bính mà cái xe nó cũng là xe nó mượn người ta. Dạ. Xe này xe của ông sếp đó nè. Tôi nghe rồi. Nó điện thoại là tôi nghe hết. Trời ơi, bởi vậy thật. Cái gì đâu mà mới đầu tôi tưởng đâu cha nội này kẹo. Trời ơi, xe dính sình người chạy có một miếng mà ông xỉu ông lết không á nha. Ghê. Cái gì đâu kỳ cục. Cha. Dạ, đây đây ai vậy? Dạ cha em đó, em nhắc anh lại lần nữa, anh mất bình tĩnh quá vậy. Ủa, cha. Dạ cha đây em. Đây là đó. đây là ba ruột của đây nè. Dạ. Là là mấy chục năm trước là đây đẻ ra đây nè. Dạ, ba em đẻ ra em đó anh. Ba em nhìn tầm thường vậy đó chứ mà đẻ em ra là lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Em đẹp như hoa hồng thấy không? Vì cái nhà lớn nãy anh đây hỏi... đây của đây dạ. xây cho đây dạ cái biệt thự đó cha em xây cho em ở với con chó mà bây giờ là chuẩn bị là nghe nói là nó chán biệt thự đó tính mua biệt thự khác cho nó ở cái chỗ đó là cho chó ở thôi dạ. Ông làm lụng cực khổ lắm làm lụng dạ. Cực khổ sao dạ, anh biết cái xung quanh mấy cái đìa tôm này là của ai không của ai đây cha em đó nói cũng khổ làm lụng vất vả mà bán lưng cho đất bán mặt cho trời tao nói hả làm mấy mùa tôm này vụ nào mà thất kiếm được 14-15 tỷ à cậu còn mấy mùa mà trúng á kiếm được 40-50 tỷ mà trời thương cậu ơi tôi trúng 4-5 mùa liền kiếm được 200-mấy tỷ đậu lắm đại gia mặc đồ kỳ vậy đồ này là đồ thiệt á đồ mua thiệt à dạ. Nó rẻ mà mua thiệt chứ không phải như cái kia đồ mượn đồ chính chủ nó khác dạ cha cứ nói tới đầu á ảnh ngất tới đó luôn vậy đó vậy đây là này đại gia thiệt con này đại gia dởm vậy đại gia dởm có nghĩa là con gặp đại họa đúng không cha chứ gì nữa vậy đau bụng nè đúng rồi xác giống bữa nghe người kế tiếp nha bà con về trước nha mấy bữa nay khó tiêu phải không lấy thuốc khó tiêu sắp qua chén còn chén nha người kế tiếp đi ôi bệnh nặng quá bệnh gì bệnh nặng quá hút thuốc đi hút thuốc cái gì ho, coi cái ho, mặt bệnh lắm. Nặng là phải coi cái mặt tôi nói hút thuốc đâu nói đừng có dí nữa vậy quỳ ở lớp người sao quá quỳ quỳ chạy đi trời kìa quỳ ê mãi có cần phải la à thầy hút có cần phải la dữ vậy không mày? Một dùi hơi bị nhiều thôi làm gì thấy ghê vậy? Trời ơi, đây đâu phải lần đầu tiên đâu. Không ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng nhưng mà tuổi thân chứ. Trời đất ơi. Thôi, nghĩ mà hận cha mẹ dễ sợ. Thôi hổn. Hận cha mẹ tôi, hận cha mẹ ông hả hổn? Cũng hổn à. Hổn gì? Ông phải hận luôn cùng với tôi mới đúng á. Ủa, cũng có nữa hả? Chứ sao? Ừ. Đẻ ra cái gì không đẻ đẻ ra hai cái mặt với hai cái cục thịt thấy mà gớm đi buồn lắm á từ hồi nhỏ đến lớn á có một ông á là tôi dám đối mặt rồi đó mình xấu nhưng mà mình được cái là mình hút thuốc giỏi đúng không mình cứu chữa bà con thấy không còn sao người ta không thấy mặt người ta mới cảm ơn người ta thấy cái mặt xong người ta chạy luôn kìa thấy không làm cái tấm màn đó đó để đó rồi để suốt đời được không giận ghê vậy đó trời nhiều khi nghĩ hả muốn lên kinh thành dễ sợ luôn á lên kinh thành chi lấy ba cái tiền mà chữa bệnh nè đi sửa sắc đẹp ai được không ấy giờ tôi mà sửa sắc đẹp chắc gì tôi đẹp lắm á thôi vô ngủ sớm mai đi hả? Lên kinh thành hả ngủ mai đi hái thuốc chi vậy cha nội thôi vô ngủ ừ hai thuốc hả cho lên kinh thành sửa sắc đẹp đi chồng chưa đủ ơi tiền. À, chưa đủ tiền én ha ngủ ừ. À.
chúng hái trộm như vậy nè. Hả? Chẳng những một trái mà còn là một giỏ. Ăn không, ăn không? Khai mau. Hai ngươi là tiên ở xứ nào mà mặt mày lạ quắc không thấy? Dạ con chính là... Dạ chồng con chính là Mộng Tiên. Con chính là Mơ Tiên. Tụi con tới từ xứ sở Mộng Du. Đó người thấy không, tụi con đang đứng đây là trong mộng tưởng à. À, thì ra đây là hai vợ chồng tiên mộng mơ à. Dạ. Đẹp. Đẹp lắm. Nhưng mà là hai cái ăn trộm. Bay đâu, bắt chúng lại cho ta. Yeah. Được bắt rồi. Vui quá. Trời ơi, mừng quá. Bắt vô thiên lao là xử chết mình đó. Chết cái gì mà chết? Không thấy ở trong mấy cái tuồng cải lương hả? Giai chính thường á là nó khổ vậy đó. Bị bắt, bị giam là tạm thời thôi chứ không có chết. À, vậy hả? Ừ. Vậy thì bắt cho đi. Thấy chưa? Bắt cho đi, bắt cho đi, đừng hay thôi. Bắt đi nè. Giữ chúng lại, giữ chúng lại. Giữ chúng lại, bắt đi. Giữ chúng lại. Giữ chúng lại. Kim ta chưa thấy cái kẻ nào làm tiên mà khùng như hai đứa này. Khùng mà cái não lại ngắn nữa. Bị bắt mà vui mừng là sao hả? Sắp bị chém đầu mà vui mừng là sao hả? Được rồi, nếu ta không trị các ngươi là các ngươi không biết ngoài linh của ta mà. Bay đâu, mở nhạc lên, đài hai đứa này xuống Diêm Vương cho nó nhảy, chừng nào chết thì thôi. Mở nhạc. Trời đại mà được mở nhạc. Ai ai hờ ai hai, ô ô cơ ô cô, yên yên tờ yên tiên, hai cô tiên là hai cô tiên. Ai ai hờ ai hai, ô ô cơ ô cô, yên yên tờ yên tiên, hai cô tiên là hai cô tiên. Mơ cái gì? Trên thiên đình mà. Hả? Tôi mơ. Trời ơi, sao giống vậy? Trời đất ơi, điềm báo đó cha ơi. Trời ơi, có khi nào người ta nói là nằm mơ thấy lên trên thiên đường là chuẩn bị xuống địa ngục đó. Rồi sao? Rồi sao? Thôi tôi nghĩ kỹ rồi, đừng có mơ mộng gì hết trơn hết trọi á. Không có thèm đi sửa sắc đẹp luôn. Kệ nó, để xấu vậy đi. Xấu mà kết cấu tâm hồn nó hoàn thiện. Ừ, mình tháo tấm màn này xuống luôn. Cái bà con nào mà thấy mặt sẵn không hết hồn. Ai chịu khám khám, đúng không? Đúng rồi, mình làm việc thiện mà. Đúng không? Gỡ xuống đi ông ơi. Đẹp hơn em đâu. Thôi ta thức dậy đi,
đó. Nước trà gì mà mày buôn bán kiểu gì mà nước trà thiếu trơn trọi rồi. Mà tối ngủ quên, không có pha trà. Thôi, uống gì giờ uống gì? Cho gì cũng được. Uống nước mía nha. Ừ. Có nước mía liền. Đây. Uống đi Tư. Ủa? Rồi hôm nay con bay anh nghe nói về thăm rồi đâu? Chuẩn bị về rồi. Nó nói lên xe ngày hôm qua rồi 5 phút nữa nó tới đây liền. À. Ê! Sao mày nói sữa đậu nành mà gì vậy? Nước gì vậy? Sáng ngủ quên không có đi lấy mía. Uống đỡ này đi. Cái này là cái gì trời? Nước trái cây chứ không phải sữa đậu nành đâu. Thiệt không? Uống chết không? Không. Chị Tư Thắng. Trời ơi! Trời ơi! Bữa nay qua đây uống nước mía nữa hả? Trời ơi, cái hệ mà sáng sớm gặp hai người tôi vui lắm. Tôi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy nhìn lại mình trên dưới vẫn còn nguyên. Không mất mấy miếng nào đúng không? Uống nước mía nha. Nước mía, khỏi. Ăn chè được rồi. Sao không? Ngày hôm qua đó bán chè ế, cho nên là ăn từ cơm thấy bà luôn vậy đó. Rồi hôm nay đó, nó đem chén chè qua ăn, ăn cho đỡ khát nước. Ông ăn chè mà ông đỡ khát nước hả? Ông cũng hay lắm nha. Cũng may nha là vì tôi chỉ mở hàng rồi chứ không thôi là tôi đốt ông rồi đó. Thôi, nói đùa thôi. Cho ly trà đá đi. Đó. Vậy con được không? Hôm qua trời ế hai nồi chè lên Di Tư. Ai nói nghe nè. Hồi má mày đẻ ra đó. Dạ. Ai móc nước miếng mày bây giờ nói quá trời tánh. Không biết nữa nè. Lúc đẻ ra thì con có khóc. Không khóc gì trơn á. Mà má nói không, không hả? Không khóc hả? Không khóc. Mở họng ra là con nói được tiếng má. Con không cần móc mở con mà con nói được tiếng má. Con văng cái nhau ra ngoài luôn vậy đó hả? Chứ nhiều khi con nghĩ con quỷ phải người ta hay sao á. Thôi mẹ ơi, giờ nói nghe nè. Dạ. Đọc báo sao thấy ghê quá mẹ. Cái sao? Gì mà toàn là tai nạn giao thông thấy ghê luôn vậy đó. Thì đúng rồi Tư. Trời ơi, lễ lộc mà. Hả, lễ lộc thì người ta túi nhau ra, người ta đi ra đường. Mà đi ra đường càng nhiều thì tai nạn giao thông càng nhiều. Chuyện đó bình thường. Bởi con nói con thấy như vậy nè. Mình ra đường là mình phải trang bị cho mình một kiến thức về an toàn giao thông. Ta nói á, ra đường xem trước ngó sau. Ngã ba, ngã bảy, đường tàu giảm ga. Đèn đỏ chớ có vượt qua. Rượu bia quá chén chớ mà lái xe. Lòng đường phân cách vỉa hè. Làm chủ tốc độ nhường xe ngược chiều. Văn hóa giao thông cần nhiều. Cùng nhau thực hiện dạng điều bình an. Nói nghe. Nói lại đi, để tôi ghi âm lại. Để tối tôi về đó, bà nội. Tôi nhớ sao tôi nói vậy thôi. Rồi nói lại tôi nhớ tôi chết liền á. Trời ơi. Tôi cái miệng tép lặng tép lội. Vậy tôi đố hai người. Tôi đố hai người nha. Cái gì? Đố hai người nè. Vậy chứ trong các loại giao thông á, loại giao thông nào mà nguy hiểm nhất? Giao thông đường bộ. Sai bét bẹt bẹt. Vậy chứ gì? Giao thông hàng không. Sai bét bẹt bẹt. Người ta đi giao thông đường bộ mới là nguy hiểm, đi máy bay mới là an toàn. Không rành bằng tôi là tôi nghiên cứu dữ lắm. Mặc dù là tôi là bán quán chè thiệt, hàng ngày nào cũng ế thiệt đó. Nhưng mà cái tai tôi vẫn nghe, tin tức vẫn đọc hàng ngày tôi biết mà. Cái giao thông hàng không mới là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm sao? Bởi giờ ví dụ nha, ví dụ như hai người nè, Thắm nè, là gì Tư nè, hai người đi xe đò đi, lỡ tai nạn giao thông xảy ra. Thôi em ơi, sao vậy? Trời ơi, ví dụ ai, ví dụ đi, ví dụ hay gì cháu tôi? Thì tôi thí dụ cho nó thú vị vậy mà. Thú vị không? Ví dụ tôi hả? Ôi trời ơi, giờ chuyện nhỏ đó. Giờ thí dụ tôi nè, tôi đi xe đò, tôi gặp tai nạn giao thông, tôi chết. Đó. Sao thấy nó ớn ớn ha. Thấy nó lạnh lạnh á. Thôi nói đại ai đi. Ví dụ bà bảy. Bảy, dù bà bảy ở cái bên mình đây nè. Rồi. Bà có chết cũng có sao, kệ bà đi ha. Bà bảy nè. Ví dụ bà đi xe đò gặp tai nạn giao thông. Ví dụ xe đụng ở phần đầu, bà ở phần đuôi, bà còn sống được. Nếu xe đụng ở, nếu bà ngồi ở phần đuôi, xe đụng phần đầu, bà còn sống được. Còn giả dụ như đi máy bay, nổ một cái pum, chết anh thầy. Còn giả dụ như mình may mắn, mình nhảy dù xuống, người thì bị thất lạc, người bị bắt cóc, rồi người bị khi mà bung dù ra, dù không bung, té cái phạch, xì phật nào. Trời ơi, thế ghê vậy? Ghê, nguy hiểm, hàng không là nguy hiểm lắm. Ê nè, bởi vì bây giờ là nên là tránh đi hàng không. Máy bay rồi nổ rồi dữ dội, dễ sợ lắm luôn á. Máy bay nó chưa nổ, mày nổ nhiều vậy. Đúng rồi, con là dân nổ mà, con tám nổ mà. Con nổ. Nhưng mà
phân nổ có sách mách có chứng đàng hoàng đây nè. Bây giờ ta có một cái list hẳn hoi lên list đàng hoàng nha, những điều cấm kỵ khi đi máy bay có luôn đó. Có, tôi ghi sổ tôi đây đọc cho mọi người nghe. Chuyện nghe tôi nghiên cứu dữ lắm nè. Thứ nhất, không đi máy bay nào có số hiệu là số 7, 17, 370 hay gì đó mà có dính tới số 7. Thứ hai là không bay vào ngày 7, 17, 27, 37, 47, 57. Làm gì mà có cái ngày nào bà bay 37, 47 tới cái ngày 30 thôi chứ. Là số đề. Số đề 37, 47, 57 không quên. Là ngày 7, 17, 27 thôi. Và không bay vào lúc 7 giờ và 17 giờ. Nói riết rồi giờ tránh không có được cái ngày nào đi hết, ở nhà luôn đi con. Không, né số 7 này con vô 7 khác hả? Bởi cuộc đời con đâu bao giờ đi máy bay đâu, con không thích đi máy bay. Trời ơi. Đừng có nổ, mày bán chè, một ngày mày lời được bao nhiêu, chừng nào mày mới kiếm tiền mua đủ tiền cái vé máy bay mà mày đặt máy bay. Thì tại vì con không đi được nên con mới nói vậy chứ sao. Gọi là chữa nhục á. Cái gì? Nấu nồi chè đậu đen, tối nay bán chè đậu đen nè. Vậy con nãy quên rồi. Tại vì lẽ là đến hồi chiều nay ăn chè chiều cơm nữa giờ á. Quên, trời ơi, chết rồi, tình. Trời ơi, trời, đừng có khét, chết rồi, trời ơi. Nè, ổng nói kịp kéo da non luôn á. Bởi vậy, mày thấy cái bâu nó nói rét mòn mà mỏng luôn á, mỏng lét luôn á. Nè, nhưng mà bây giờ nó nói tới cái vụ máy bay còn đây nè. Cái vụ bắt cóc mới ghê hơn cái vụ tai nạn máy bay đó. Bắt cóc gì? Thì bắt cóc là con người. Trời ơi, tôi ơi, người ta bắt cóc con nít á, người ta bắt cóc rồi người ta đem đi bán để nó làm mà nô lệ hay làm con nuôi gì đó còn được, tự nhiên người lớn chạm ba lửa rồi bắt cóc gì. Trời bậy bạ, mày thiệt đúng là dốt nát quá. Đây nè, đẹp đẹp như mày đó, người ta bắt người ta đem qua biên giới người ta bán nguyên con. Còn mà xấu hơn chút xíu, nó phân lô nó bán lòng mề bao tử gì á, rồi nó bán hả tùm lum hết trơn á, nó bán nội tạng. Đúng rồi đó, chính xác luôn đó. Ủa mà chuyện gì hả? Không biết gì hết luôn hả? Chuyện gì nghe vậy nói mà vô nói giống như chuyện đã rồi vậy. Chuyện gì mà nghe nói cái gì phân lô phân lô bán. Đúng là phân lô đất đai, giờ phân lô bán vậy. Không phải trời ơi, tao đang nói phân lô nội tạng đi bán trời ơi. Phân lô nội tạng, bán nội tạng hả? Nội tạng đúng rồi, hèn gì bây giờ người ta bán phá lấu dạo quá trời luôn hả. Nhiều khi mình ăn nội tạng nha, mình ăn phá lấu, không biết phá lấu mình hay phá lấu của con thú vật nữa. Không phải đâu quá, tôi là một cái đứa mà thèm ăn phá lấu mà ông nói nghe thấy ghê, mà từ bây giờ sao không ăn nữa. Hai người không biết đâu, cái nạn bắt cóc vợ lộng hành lắm. Bữa tôi bán chè nè, tôi cũng đặt cái alarm nữa. Cái báo động đó là cái báo động đó. Cái tiếng Việt mình gọi là báo động, cái tiếng nước ngoài gọi là cái alarm đó. Đó, tôi để cho cái bàn tôi, hễ mà ai có ý định mà xăm xô tôi, định là bắt cóc tôi là tôi ấn chuông báo động alarm liền. Trời ơi. Ủa mà người ta bắt cóc anh để làm gì? Nhiều khi để ngâm rượu làm sao? Trời ơi. Ở anh mà đi ngâm rượu ha, tao uống vô là tao tiểu đường chết luôn á. Tại ông ăn chè không hả? Tôi nói mày nghe được. Ngâm rượu nhiều rượu cắt kè vậy đó hả? Đừng ngâm cái kè vậy đó. Ghê lắm. Ê, mày nói cho tao tưởng tượng. Mày đứng nằm ở trong cái chai vậy nha, ai dòm hai mắt mà thấu láo thì ghê. Sao vậy bố? Mày. Tư nó mắc cười quá. Bộ uống xấu xí mày sao tư nói vậy? Nhìn nó thấu láo như uống nhầm rượu quỷ vậy. Ở tao nói á, cuộc sống vốn bất công nên cộng long không bao giờ mọc thẳng, cuộc đời không bao giờ bằng thẳng nên đừng cố vuốt thẳng cộng long. Nói lại để ghi lại. Ôi, tôi nói xong tôi quên rồi, bà không cho bà ghi lại đâu. Trời mệt ghê vậy. Trời ơi, cái xã hội này bây giờ điên loạn hết rồi. Cái xã hội này bây giờ không còn là cái xã hội, không còn là tình người nữa. Bảy. Bảy, chuyện gì vậy Bảy? Trời ơi, đây nè, một con nhỏ đi ngoài đường, nó đẹp gì đâu, da nó trắng như bông bưởi, tóc nó dài xuống đất vậy nè. Sao tại giống quỷ vậy? Quỷ đâu quỷ, trời ơi, tóc dài quá. Mày chưa thấy gái tóc dài hả? Trời ơi, gái tóc dài đẹp gì đâu đây này. Trời ơi, nó đang đi ngoài đường, sao nó đang đi thước tha. Ủa, nó đẹp gì đâu, đằng xa có một người con trai rất là đẹp trai đi ngược lại với đó nha. Xong rồi hai đứa, trời ơi, bốn con mắt nhìn nhau giống như là yêu nhau mà. Giống quảng cáo đồ trên TV, hai người nhỏ tóc thề thỏa ra chạy đi ngang tới chứ mấy tóc quảng cáo dầu gội rồi đó hả. Đó, cái thằng này vừa đi gần tới nhỏ này, thằng này đưa tay ra, con nhỏ này mắt chớp chớp là đưa tay nó hốt luôn con nhỏ này. Hốt luôn nó đem về phòng của nó, không biết làm cái gì mà khi con nhỏ tỉnh lại một cái đó, hay là con nhỏ này thấy nằm ở trên cái nước đá đó, ở dưới lưng nó là một ề nước đá là sao, và bên cạnh nó để lại cái dòng chữ
em phải cho gia đình biết một tiếng sau nữa là em không còn trên cái trái đất này nữa. Tội là... Ủa là... Dạ. Nó mổ thận. Nó lấy thận. Nó lấy gan. Nó lấy tim. Những cái gì nó lấy được là nó lấy hết rồi. Trời, thấy cho thấm. Tao nói là có nè. Bắt cóc lấy nội tạng. Được, được. Bê trai đi. Trời ơi. Phân lô. Phân lô. Nội tạng mà phân lô luôn hả? Ừ. Con bà Chính đó. Cái gì? Trời ơi. Được không? Con bà Chính. Con bà Chính đó. Nó đẹp đẹp mà tóc dài đó hả? Ờ. Trời ơi. Bà Chính ở đâu có? Nó bị sao? Bà đâu con gái? Bà có con chó. Nãy giờ tôi nói là con chó của bà bị bắt cóc. Rồi nó mổ, nó lấy gan, nó lấy tim, rồi nó ăn nó. Trời ơi, bà lẽ dễ sợ thôi. Trời đất ơi. Nè, con chó mà nó còn bắt nghe hung hụt như con người. Đây, 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 đây. Chó với người bây giờ là tự nhiên hạng ngang ngửa nhau đó. Mày nghe chưa Thấm, mày nghe chưa Thấm. Con Mai, con của mày, đâu rồi? Nó nói nó về mày, mà sao không thấy vậy chưa? Hôm qua nó có nói là lên xe đi về. Nhưng mà tại sao nó tới nè? Sao giờ này chưa tới? Thì chắc khi nào bị lật xe. Gọi điện thoại đi. Mới gọi hôm qua rồi, giờ gọi nữa tốn tiền lắm. Trời ơi, thì mày gọi mấy gọi chứ. Không có tốn tiền. Gọi liền. Lẹ lên. Trời sao con á ơi. Con cũng lên bên phone rồi, cũng tiếc với con mình làm gì. Mày mà gọi xong tới là nó bị phân lô rồi. Im đi, im lặng đi. Con alo, thoại, alo, ơi. Mai hả? Đó nghe máy, nó nghe máy đông. Ờ, vậy là còn sống, vậy là còn sống. Trời ơi, mày đang ở đâu? Sao mà mày nói mày về, mày không về? Đáng nhà cho con ăn hả? Ủa? Ủa? Ủa sao kỳ vậy? Ê. Ủa, ông gì làm gì có con? Tao gả chồng cho mày hồi nào mà bây giờ mày nói mày nghèo mày cho con? Vậy là nó chữa quan rồi. Ngõ này nó chữa quan rồi. Vậy là nó không, không có chồng, nó có con rồi. Nó trời không cho chị biết. Chị bị... Trời ơi, chị nó qua mặt chị rồi chị ơi. Chính sao mà mày làm tao nhục nhã vậy Mai? Mày đang ở đâu? Mày đang ở nhà dì Tư hả? Bởi vậy tao nói đẻ mày ra tao không được nhờ gì hết ha. Tao kêu mày đi về nhà. Ủa sao ở nhà bà vậy? Mày bà về mày thăm tao, mày không về mà mày trốn ở bên nhà bà Tư luôn hả? Bà đồng phạm. Bà đồng phạm chứ chắc con của chị. À có nghĩa là con của bà làm cho con của bà có chữa. Không có gì vậy. Trời ơi tụi quay tầm bậy tầm bạ không hả? Ủa tắt máy luôn hả? Ủa từ từ. Sao? Hình như con gọi lộn Mai con gì. Bà nói. Bà nội, trời. Con sợ bà nợ với bà nội. Trời đất ơi rồi, bà gọi con Mai con bà này làm cái gì bà nội? Phải, tại Lu điện thoại hai đứa cùng tên. Thôi, gọi con bà liền đi. Alo, alo. Có, hả? Mừng quá lại trời. Không phải, kêu là nằm ngoài vùng phủ sóng. Trời ơi. Như nhỏ nào trả lời á. Ta bây giờ vậy nè, vậy là con bà bị bắt cóc chắc luôn rồi. Đúng rồi, bắt cóc nó rồi. Đường đi ra chiếc xe đò. Một tốp người bịt mặt đen thui ra biểu chiếc xe đò dừng lại bắt ngay. Ai không bắt, bắt ngay con Mai con của nó. Bởi vì con nhỏ đẹp. Đúng rồi, xác. Hoặc là gì nè, đang đi đông mọi người trên chiếc xe đó ha. Cái ai đó lấy cái thuốc mê. Trong khi mình thấy thuốc mê vậy bỏ cái khăn nè. Đúng rồi, ông cái nè. Cái nè, rồi cũng hai chỗ hốt xác nhau ăn đi luôn rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Thôi, Thắm ơi. Trời ơi, con của tôi đã bị bắt cóc rồi. Bắt cóc rồi. Trời ơi, con ơi là con. Tình đây, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chè của mình nấu nè, mỗi bữa là ăn 4-5 chén. Nay ăn có viên ỉ à, mà ăn cũng không vô nữa thiệt tình. Ê, chị Thắm ơi, tôi nói chị nghe, không có sao đâu. Tụi bắt cóc á, mới bắt cóc có ngày à, chưa đem xác nhỏ đi xa đâu. Trời ơi, đi ăn mắm ăn muối đó bậy bạ không à. Nhỏ mới mất tích có ngày à, xác nó chưa có phân hủy. Trời bà, ơi, bà. Con ơi. Đồ bà còn nặng hơn tôi nữa. Đúng rồi, nó chưa có phân hủy, chưa có mùi gì đâu, cho nên nó chó chưa có lâu gì đâu đâu. Bà nội, bà nội, trời ơi, bà là chúa đảo, bà là cái miệng bà là ác nhất á. Trời ơi, người ta khổ sở vậy mà nói bà toàn ba cái chuyện chết chóc gì thì không thấy ghê tao quá. Tao nói tao an ủi nó chứ có cái gì đâu. Trời nhưng mà ơi. Thôi, bây giờ vậy Thắm ơi, đừng đau buồn quá, dù gì nữa nó cũng chết rồi. Trời ơi, con. Bây giờ vậy nè, giờ thôi cho tôi nói nha. Bây giờ á, có nghĩa là mất tích, là bây giờ là mình chỉ còn
còn có thể là kiếm được. Kiếm được đúng rồi. Còn khi mà chết là khẳng định. Mà nhỏ chưa có chết mà. Bây giờ không biết nhỏ đâu đâu mà xưa nói nhỏ chết hoài. Thôi giờ vậy nha, về tôi phân công luôn nè. Bây giờ chị á, trách nhiệm của chị là đi lên phường. Đúng rồi. Vận động bà con. Đúng rồi. Thấy không? Tao vận đó. Động bà con mỗi người góp tiền một chút xíu mua cho nó cái hòm. Trời ơi. Trời đất ơi, bà nói mà vậy. Chẳng hạn nào lặng nhỏ chết rồi còn gì nữa. Đã nói rồi, nhỏ chưa có chết mà. Nó bị bắt cóc mất tích thôi đúng không? Ừ. Tao lo xa thì bây giờ nó không chết thì mấy mốt nhỏ này xài cái hòm đó. Trời ơi. Chế lo xa quá, chế lo hơi xa quá rồi đó. Ta còn trẻ quá mà. Trời ơi, cái chuyện chết chóc rồi tao nói bất đắc kỳ tử, nhỏ xíu 3-4 tuổi cũng chết kìa. Uống gì đâu lên phường á là coi như vận động bà con để mà phát tờ rơi. Trời ơi, phát tờ rơi khi không tự nhiên cái phát tờ rơi đứng ngã tư rồi phát mỗi người mấy tờ. Alo alo, nhà tôi có người chết. Nhỏ chết rồi, bà ơi. Chết hoài vậy trời, con cũng mất tích thôi, mất tích thôi chứ chưa có chết qua cái miệng bà. Trời ơi trời. Chị khoái chết quá vậy chị. Người ta nói mất tích thôi mà cứ nhấn vô cái chữ chết hoài à. Bây giờ vậy nha, đi lên phường vận động bà con phát tờ rơi rồi đấy là con mất tích rồi, hoặc là lên truyền hình đó. Là phổ biến cho mọi người biết. Đúng là rồi. Coi như là con nhỏ là bị mất tích. Mình tính nhau đi tìm nó. Còn nè. Tôi nè, trách nhiệm của tôi là tôi lên Facebook. Trời ơi, trang của tôi là nhiều like lắm á. Facebook đúng rồi, lên Facebook là tuyệt chiêu nhất. Ê, bà nhiều nhất là bà bao nhiêu like? Nhiều lắm. Nhiều like? 20. Đặt bà đó. 20 like cũng khoe nữa. Tôi 42 like tôi còn chưa khoe nữa nè. Trời ơi. 20 đó, 20 chứ mắc cười quá. Dạ. Ê, mày bán chè mà nhiều like quá vậy? Dạ, tại like là những người mà trả tiền họ mới like, còn những người thiếu họ không dám like. Sao like em biết em đòi nợ sao? Thôi nên giờ là... quyết định vậy đi nha, đừng có nói nữa. Chị đừng có buồn nữa nha. Buồn tội nghiệp quá. Bây giờ vậy nè, bây giờ chị nó có hình ảnh gì không? Đưa tôi cái hình đi. Đưa tấm hình. Lên Facebook lấy hình. Facebook Facebook là hình trưng bày cho đẹp. Hình mà để ngay hòm đó. Trời ơi, nói chưa có chết mấy cha mấy mẹ ơi. Quên, hình mà để đăng báo đi tìm nó đó. Hình đăng từ rơi đó. Phải có chứ. Còn thiệt tình lòng, bây giờ cách nào cũng biết cách nào bây giờ nữa. Bây giờ mình nói gì quá chứ, tội nghiệp nó quá cách rồi. Nó hiện hồn quá. Trời ơi. Đốt nhang cho nó ấm đi. Để tôi về. Con ơi. Mở cửa má ơi nào mà con về sợ con vậy con ơi. Sống khôn tá thiệt con ơi. Trời ơi, chắc nó đói nó mới mò về. Nó lạnh rồi. Cúng nó chén cơm đi. Không, không cần cúng cơm. Cúng chè đi. Trời ơi. Ê, chén chè tôi kìa lấy tôi. Tôi biết lúc nó còn sống á, nó thích ăn chè dữ lắm. Cúng chè cho nó. Chị, lấy ba cây nhang. Lấy ba cây nhang. Tôi đau lòng quá trời ơi con ơi. Trời ơi con ơi, làm sao thác thiên con ơi. Lên. Cũng nói. Trời ơi. Mai ơi, lúc con còn sống, ngày nào con cũng ăn chè thiếu của anh Tám này hết á. Hôm nay nhân dịp con chết, anh Tám cũng chén chè trôi nước này để trôi vô họng con. Mong con sống khôn thác thiên. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Nó về nó chứng kiến kìa. Mày thấy con rùi không? Là nó đó. Chị Nhân giấy lộn phải không chị? Trăm năm hạnh phúc là đám cưới phải không chị? Đúng rồi. Dạ, chúc con sống lâu trăm tuổi. Trời ơi. Trời. Cái gì? Giấy sao? An lạc. Chúc con an lạc. Chúc con sớm về nơi đoàn tụ ông bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô. Mai ơi, má sống sao mà nổi. Mai ơi. Tội nghiệp quá mày, bây giờ sao nó trời
em con của tôi. Nó không chịu. Con sợ bị tiểu đường nên con không có ăn chè. Cái chè của ông kia. Mỗi bữa ăn dữ lắm mà. Trời ơi, làm ma rồi mà còn sợ bị bệnh. Trời ơi, cái gì vậy? Gắn nhập cái gì trời? Trời ơi, dù gặp nhiều loại ma lắm rồi, chứ có ma lớn nè, trời ma lớn. Trời ơi, nó khát nước. Ma mà cũng khát nước nữa. Mời. Ủa sao nhà mình tập trung đông quá vậy ma? Ủa sao nói chuyện Ủa, được sao vậy? Sao nói chuyện được vậy? Ủa? Họp tổ dân phố hả? Trời ơi, ý sao người nói nóng hổi vậy? Ủa con chưa chết hả con? Ủa, chưa chết. Ủa, nó còn sống hả? Vậy là con bị bắt cóc hả? Trời ơi, nó bị bắt cóc. Con bắt cái gì không con? Ơi, con có bị bắt cái gì không? Nó bắt con. Trời ơi, gan hay thận? Hả, nó lấy cái gì của con? Trời ơi, con tôi. Dạ, không, con không bị bắt gì trong người hết. Nhưng mà con bị mất một cái rất là quý. Trời ơi, nó mất một thứ rất là quý. Trời ơi, sao nó may mắn quá vậy? Tôi muốn mất mà không được đây nè. Trời ơi, cái đó là thứ quý giá của nó. Đáp khùng quá, mất làm cái gì phải giữ chứ. Mà cái đó là quan trọng, cái là cái ngàn vàng. Bảo nghe tao nói sao? Vậy? Chữ chinh. Khỏi nói đi. Ngàn vàng. Phải gìn, phải giữ cho người mình yêu. Đừng để cho bọn quỷ yêu nó cài, nó xới là đời mình tiêu. Thôi đi cha, chút xíu đi. Đi đi dạy con tôi coi. Trời ơi, mày đi ra đây, mày nói cho tao nghe coi. Tại sao mày để cho mất cái đó vậy hả con? Trời ơi, nó mất là mừng đi. Tôi giữ tới bây giờ chưa mất cái nè, khổ lắm con ơi. Trời ơi, bà nói vậy đường cho con chạy. Ai nói vậy? Ai nói cái thằng nào? Dạ không có thằng nào á, con tự làm mất luôn. Trời ơi, của mình mà tự mất hả? Con đúng là một tiếp phụ nữ hiện đại. Ui cha, hay quá con ơi. Con cho con một like không ơi. Con làm điều đó như thế nào? Dạ con leo lên đọt dừa đó. Trời ơi, lao đọt dừa rồi đâm dưa đọt. Trời ơi, mất luôn rồi. Vì đọt dừa mà mất hết trời ơi. Còn tôi mất, còn tôi mất lúc nào tôi không biết luôn đó bà nội. Cái chiêu của con là hay nha, tôi phải học hỏi cái chiêu này. Ủa vậy chứ mọi người nghĩ là con bị mất cái gì vậy? Ủa chứ giờ con mất cái gì? Con mất cái điện thoại. Trời ơi, mất cái điện thoại mà làm mất hồn à. Trời ơi, vậy là con bị mất điện thoại hả? Không, má không làm, má không làm. Làm sao má la con biết mấy cái chuyện đó được. Nhưng mà tại sao con mất điện thoại, là tại sao mà con đi từ hôm qua tới giờ con mới về, con nói cho má nghe coi. Không phải tại con ham chơi đâu. Bởi vì là con với bạn con là hai đứa về quê chung nhau. Ừ. Xong rồi cái tới nhà nó trước. Ừ. Cái nó rủ con vô nhà nó chơi. Rồi. Mà con là con không có chịu, con nói không được, không được. Bây giờ là má mình chờ mình ở nhà đó. Đúng rồi. Đó, nhưng mà bây giờ nó làm cái ghê lắm, nó bắt cóc con vô nhà đó luôn. Xong rồi cái nó rủ con hai chị em leo lên đọt dừa hái dừa. Cái con nói thôi kệ cũng được, hái dừa về có dừa thêm cho má bán. Xong cái con hái dừa, cái con hái xong nó rớt cái điện thoại, mất cái điện thoại luôn. Ôi là bắt cóc là vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, chuyện không có liên hoan gì hết trơn hết trọi. Không có gì hết trơn hết trọi, làm mất hồn mất vía. Trời ơi, đúng không chị? Làm mình suy diễn tùm lum mệt ốc nè. Mai mốt có bắt điện thoại con gọi điện thoại về liền cho má con, để cho ở nhà biết đặng tụi tao khỏi mất công nhiều chuyện. Mất điện thoại, lấy điện thoại đâu gọi? Mượn điện thoại. Nè, mấy chế, tôi nói cho mấy chế nghe nha. Con tôi nó chỉ ghé nhà bạn của nó chơi để nó làm rớt điện thoại thôi nha. Mà mấy chế nói lên giống như là nó bị bắt cóc rồi, nó bị chết, bị lấy nội tạng rồi, nó bị mất cái ngàn vàng nữa. Trời ơi, nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Cái xóm này bởi vì người ta kêu cái xóm nhiều chuyện mà. Cái gì vậy? Bé trai cho chị gặp cô Bảy đi. Ai? Cho chị gặp cô Bảy đi bé trai. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Sao vậy hả? Sao con còn nhỏ mà con là con trai nữa mà sao son phấn gì sớm vậy con? Hả? Sao kỳ vậy? Như vậy rồi lớn lên giới tính con ở chỗ nào hả? Còn nhỏ xíu mà đặt son phấn. Bây giờ về á là bây giờ tẩy trang nghe chưa? Rồi nói với ba mẹ dạy lại nghe chưa? Con chỉ cô Bảy đâu cho cô gặp coi. Quăng cái này vô bản mặt nha.
Nghe chưa? Vậy con muốn gặp ai? Cô muốn gặp cô Bảy. Tôi đã nói là gần ngay trước mặt. Đâu? Cô Bảy đâu? Gần ngay trước mặt. Không thấy cô Bảy đâu hết. Thằng này lì thấy ghê luôn á. Thằng nào? Hả? Con kia đừng có giỡn mặt nghe chưa? Cô là cung bò cạp nha. Không, ha, cô là cung bò hút. Giỡn mặt hả? Nghe chưa? Cô Bảy là ta nè. Nó nghe trước mặt rồi. Nó nói ngoài. Ở đây kiếm tôi làm gì? Cô Bảy đấy hả? Trời ơi! Sao dị quá vậy? Ủa dị là sao? Trời ơi, nó không có giống con người. Nó kỳ lắm, nó không có giống cái thể loại gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ thiệt con là cô Bảy thiệt á hả con? Con nào? Hả? Cô là cô Bảy thiệt hả cô Bảy? Ở đây chỉ có mình ta thôi. Dạ. Không có đệ tử nào hết. Dạ, tại vì con không biết, con xin lỗi cô. Cô Bảy ơi, cô có thể giúp giùm con chuyện này không cô? Con lặn lội đường xa đến đây để tìm cô mà con bị hẳn về cô quá. Vậy cô giúp giùm con được không cô? Ai tới đây mà chẳng có chuyện để nhờ. Dạ. À, nữ à? Dạ. Thật ra thì ta là bậc cao nhân. Dạ. Nhưng mà ta không thể nào xem tướng mà với cái bộ điệu mà bịt khẩu trang với đeo kiến như vậy. Dạ con quên, con xin lỗi cô. Có ngựa thì lợi chỗ khác ngựa chứ đây không ngựa được đâu nha. Dạ, làm gì đâu có ngựa, như vậy mới ngựa chứ. Dạ, dạ. Quen mặt quá. Ủa, cô Bảy biết con đó hả? Ta là cao nhân, nhưng mà ta vẫn xem những gì của Trần Giang, xem qua Facebook, xem qua phim ảnh. Mặt đâu có gì đâu mà lạ. Dạ. Với ngoài đời cô là hot girl, nhưng với tôi, cô vẫn chỉ là hàng hot dog thôi. Dạ, con đâu có nói gì cô đâu. Thật ra là con là diễn viên. Con đóng phim lâu rồi, rồi cũng được nhiều người biết. Nhưng mà dạo gần đây sao con xui quá. Con muốn tìm đến đây để cô giúp giùm con. Cô có thể đứng thẳng để con nói chuyện cho con nhìn xuống con mỏi cái cổ con quá cô à. Dễ lắm con. Dạ. Muốn nói chuyện với cô mà con không có mỏi cổ đó. Dạ. Con quỳ xuống đây nói chuyện với cô. Tại vì cô là người có trên, không nói chuyện ngang hàng với những kẻ tầm thường như vậy được. Ra đây con. Dạ. Ê, ê, ê. Lấy đôi giày bẩn thỉu ra đi. Hàm hồ. Vô đây. Nhìn cái tướng là biết gặp đại hạn rồi. Trời ơi, cao nhân. Cao nhân. Quỳ xuống đi mới thấy ta cao hơn nữa. Cao nhân mà sao không có cao ráo gì hết vậy? Cái điều đó lạ chỗ đó đó con. Dạ. Người không cao ráo nhưng mà bậc ân trên gọi ta là bậc cao nhân. Dạ. Thông thường thì đến đây toàn là đại gia. Quý quá quá, hôm nay gặp người nổi tiếng. Dạ cô ơi, con sợ mọi người phát hiện ra con đi câu bói rồi nói là con mê tín dị đoan nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ con xui quá rồi, cô có thể giúp giùm con đi. Cái công việc của con nó lận đận rồi, bao nhiêu cái chuyện nó phiền phức nó xảy ra rồi, con bị mang tai mang tiếng nhiều quá, cô giúp giùm con nha cô. Muốn cô coi cái gì? Dạ muốn coi về đường tình duyên nè, rồi công việc làm ăn nữa, rồi gia đạo nữa. Nói chung là tất cả mọi thứ con muốn coi để cho giải hạn á cô. À, nữ tuổi gì? Dạ tuổi Dần. Tuổi Dần. Hiền lắm. Đại hung. Đại hung. Như vậy là đang gặp đại họa lớn đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nói cho cùng thì đang gặp nhiều tai tiếng. Dạ đúng rồi. Dạ chính vì tai tiếng đã làm mất đi những hợp đồng béo bở của phim với đồ quảng cáo cho nên đến đây tìm tôi. Dạ đúng rồi cô ơi, trời ơi cô giống như con quỷ vậy đó cô. Không, ý con nói là cô hay quá cô ơi. Đúng vậy, thật ra không... thì đến đây để muốn gặp cao nhân hay gặp quỷ? Dạ thật ra là gặp cao nhân, nhưng mà cao nhân không ngờ còn hơn con quỷ nữa đó. Dạ, ngưỡng mộ thôi. Con bị ai đó đặt chuyện nói là bây giờ con ký hợp đồng là phải ký cái hợp đồng nào mà phải trên 9 con số con mới ký, chứ nếu mà dưới 9 con số là con không ký. Vậy đó mà người ta không mời con nữa, con bị ế sư một thời gian dài luôn á cô à. À, thật ra thì cái chuyện đó cũng đâu có gì đâu mà khó. Khó cô khi à. Mà con lặn lội tới đây mà gặp cô thì có chuyện gì cô cũng giải cho con được hết. Thậm chí kể cả không phải là 9 con số không
mà là 10 con số không con cũng làm được. Thiệt hả cô? Vậy bây giờ con phải làm gì theo cô ạ? Tuổi Dần. Dạ. Năm nay là 5 tuổi. Dạ. Thật ra thì khi ra đường á, đầu tiên cái dốc dáng của con, cái body của con đó, nó sẽ đập vào mắt của người ta. Để con đưa cái mặt của con tới cho cô coi chút coi. Mặt ngu lắm. Thua rồi. Thua gì cô? Thua đậm rồi. Thua gì? Thật ra thì người phụ nữ, người ta ăn nói có duyên hay không là nhờ đôi môi. Mà người ta thường nói á, đàn ông môi mỏng thì sang, đàn bà môi mỏng tan quan cửa chùa. Cho nên là môi con mỏng lắm. Không ổn, không ổn chút nào. Cô nói sao chứ cái môi con dày bà cố luôn á. Đừng cãi, đừng cãi. Khi mà cô nói đây là cô muốn giúp cho con, để mà con đạt được 9 con số 0 và 10 con số 0 nữa. Dạ, vậy bây giờ con phải làm gì? Đi bơm đi con. Bơm môi. Đúng vậy. Con bơm cái môi của con sao làm sao mà nó giống như môi con bò cười đó, con biết không? Con thấy anh Angelina Jolie không? Dạ, dạ biết, dạ cặp biết. Cặp môi dày cộm đó, thấy chưa? Oh. Trời đất ơi, là nhờ ta đó. Vậy đó hả? Gọi điện thoại về cho ta, ta chỉ đó. Đem qua bên cái gì đó, Hàn Quốc á, đi bơm cái môi, cặp môi dày lên bây giờ là có ký hợp đồng quá trời. Thậm chí nó dớt luôn, ra biết luôn đó. Là nhờ cô một tay đó hả? Trời ơi. Cỡ con chỉ là sao ở trong nước thôi, còn ta coi sao tới nước ngoài lắm con à. Trời, cô giỏi quá. Vậy là bây giờ con đi, con bơm môi đúng không? Đúng vậy. Vậy là bây giờ con xong rồi phải không? Con đi về là chưa có thể con chạy. À, chưa. Dạ, bây giờ con làm gì nữa? Còn nữa. Dạ. Thật ra con để tóc này không hợp. Tóc này là màu đen đó. Tóc này mặc dù màu đen nhưng mà không hợp. Ta nói không hợp là không hợp. Sao không hợp? Cái mặt của con á, nên đổi kiểu tóc. Đổi kiểu gì nữa cô? Con đổi kiểu tóc giống ta đi. Trời, kiểu giống cô là con bỏ nghề luôn đó, ai mà mời con nữa. À, tao quên, tao quên. À, tao quên, tại thông thường là ta lên đồng á, là ta là trong xác của cô, hiểu không? À. Đó thì bây giờ là con có thể thay đổi. Con hớt tóc cho nó tém lên, đặt nó đưa cái mặt mâm của con ra. Con có thấy người ta không? Mỗi lần mà người ta đựng tiền á, trong cúng kiến là người ta đựng bằng mâm. Hiểu chưa? Đựng bằng mâm thì con đưa cái mặt mâm của con ra thì người ta quăng tiền vô con hứng, quăng tiền vô con hứng, quăng tiền vô con hứng. Đó, gọi là mặt mâm. Vậy là mặt mâm là có tiền hả? Đúng vậy. Đó, giờ con đâu có biết đâu, con lấy tóc con che mặt mâm con lại muốn chết luôn vậy đó. Đó, chính vì lẽ đó cho nên con bị mất đi tài lộc. Ồ, hay quá cô ơi. Nhất là môi, nhì là tóc. Ồ. Nhớ chưa? Dạ nhớ, cảm ơn cô, con đi về ạ. À. Chưa con, còn nữa. Chưa nữa hả? Có một cái câu là nam tu nữ nhủ. Mà nhủ của con thì lấy ra coi. Cái này không phải là bưởi, cái này nó giống như là trái quýt vậy hả? Cho nên là con phải chịu khó đi bơm lên nữa, tăng lên cỡ khoảng gấp 3 lần, gấp 3 lần, gấp 4 lần, gấp 5 lần như vậy nữa. Hiểu sao không? Sao vậy cô? Tại khi con ra đường, con đi người ta gọi là ngực tấn công mong mồng thủ là nó như vậy. Đó, khi con đi ra ngoài đường á, con chỉ cần mà đạo diễn nhìn thấy con, ô trời ơi, nhỏ này nhìn vô cặp bưởi, ô good bưởi là nó sẽ đưa vô con, nó sẽ thấy như vậy là sẽ đưa con vô những bộ phim hay, những cái gọi là những cái hợp đồng quảng cáo béo bở. Dạ cảm ơn cô nhiều lắm, con rất là may mắn được gặp cô ngày hôm nay. Cô đã chỉ cho con đường đi nước bước để mà có thể cải thiện được cái sự xui xẻo của mình. Dạ cảm ơn cô, con đi về ạ. Trời ơi, đội ơn cô nhiều lắm. Dạ con cảm ơn cô. Bởi vậy ta nói. Dạ cảm ơn cô. Con à, con. Dạ, dạ. Bởi vậy ta nói, cái môi nó mỏng mà nó đưa ra những cái lời mà nó thật sự là không có duyên chút nào hết trơn. Tại sao vậy cô? À, con vô con hỏi đủ thứ xong rồi ta chỉ cho con đủ thứ xong rồi con đi về vậy đó hả? Dạ, con đa tạ cô. Dạ, con... Thôi cô không nhận đa tạ của con đâu. Dạ con đổi ơn cô. Không không, con đừng đổi nữa. Con không muốn đổi gì hết. Bây giờ con muốn gì? À con lấy cái hiện kim con đổi vô trong cái chỗ cái chén giùm cho cô nha. Ủa? Ủa, vậy là mình có... lấy tiền đó hả cô? Con tưởng là à, cô ăn hương ăn hoa không chứ đâu có nghĩ là cô lấy tiền đâu. Thiệt là tức cười, ăn hương ăn hoa. Dạ. Mà thử về hết khối thử sống nổi không? Dạ dạ xin lỗi cô. Chết cha,
mà con không đem theo tiền mặt ở đây chứ mới chết chứ. Ờ, thôi để con thiếu cô lần sau con trả được không cô? Thông thường thì đến đây là không có thiếu được đó con. À, thôi thì bây giờ như vậy con không có đem tiền mặt đúng không? Không có đem tiền mặt. Ở đây cô có kẹt thẻ, cô có trả thẻ luôn con. Cô cũng... Yên tâm đi, tại cô coi toàn đại gia cơ mà. Nhiều khi ta tới đây ta toàn là chạc thẻ mà. Ngân hàng nào cũng chạc được hết. Đưa thẻ đi con. Ủa? Cô cũng có mấy cả thẻ nữa hả? Có. Dạ. Hiện kim không có, lấy hiện vật chạc cũng được. À, đi đi nữ, nhớ nha, môi, tóc, nhũ. Trời ơi, như vậy có là đẹp không trời? Sao nó kỳ quá vậy ta? Nhìn y như cái phao câu dịch vậy. Vậy là đẹp á hả? Vậy là cải số hả? Vậy là lọc vô á hả? Cầu xin trời Phật cho lời của cô Bảy linh ứng để con đổi đời, chứ bây giờ con đang xui xẻo quá trời. À, tôi làm sao sao em vô mà em không có cửa gì hết vậy? Trời ơi chị. Trời, em thấy là lâu quá chị ở nhà không có ra đường. Em tưởng là chắc là chị bệnh hoạn gì đó, chứ em đâu có biết là tự nhiên giờ cái mặt mũi chị nó đẹp như vậy. Đẹp hả? Chị đẹp lắm luôn á. Vậy là đẹp hả em? Dạ đẹp, nó hay lắm chị. Nhìn vòng ngọc của chị thấy sao, hấp dẫn không? Trời ơi, em ao ước. Em ao ước được như chị, em mà có tiền làm y như chị luôn á. Chị đó hả? Dạ. Trời ơi, cảm ơn em nghe. Bữa giờ chị không có tự tin, chị không có dám nhìn ai hết. Bây giờ có người thật, việc thật, người ta khen chị là em đó, là chị mừng rồi, chị hãnh diện rồi. Trời, cảm ơn em nghe. Trời ơi, khó thở quá. Cái mồ hôi chị nó gọi cảm em đứt quá à. Ừ, em đang diện mà chị tém gọi đó cưng. Ủa sao vậy chị? Nước miếng nó chảy. Nó dày quá. Nó bán nhũ vậy, nó bán nhũ. Trời ơi, chơi mà chơi. Dạ. Ờ, rồi bữa sao giờ... ở nhà suốt vậy? Trời ơi, ở nhà đó chợ. Ủa, cái gì vậy chị, như vậy? Sao vậy? Chưa có quen. Chồm quá là nó bị... À, nó bị kéo xuống. À, dạ, dạ. Rồi em giúp kéo chị lên. Trời ơi, cũng cực quá hả chị? Cực chứ em, trời. Có cái nào làm đẹp mà không cực đâu. Hai em tự rót luôn đi, chị rót không được nữa rồi. Dạ, được rồi, em mới uống rồi chị. Vậy hả? Trời ơi, dạ, nhớ chị đừng chết. Rót chuyện ly đi, chị khát quá thì chị không dám uống. À, dạ. Nãy giờ một mình ở nhà đâu có dám uống em. Ủa, nó ập mặt xuống bàn đi chơi vậy chứ. Dạ rồi, trời, đây để em chăm sóc cho chị. Trời ơi. Mỗi lần uống nước là cực vậy đó hả chị? Cực vậy đó em à. Bây giờ mà xin lỗi em mà chị có rớt mà 500 ngàn mà chị không dám cúi xuống chị lượm đó. Ủa sao vậy? Trời ơi, lượm được tờ 500 ngàn đi vô mà phẫu thuật thẩm mỹ một lần nữa là tốn 50 triệu như chơi. Nó kéo cái mặt xuống nè, bể mặt cho nên là nguy hiểm lắm. Bây giờ từ từ nó quen mà nó đẹp rồi chị. Chị cũng cố gắng đó chứ. À. Trời ơi, tối ngủ không có nằm thẳng được. Nó đè. Nó đè hả? Đè không thở được nhưng mà riết được cũng quen. Nói nghe. Dạ. Bữa giờ sao, công việc sao, ế lắm phải không? Bậy rồi. Hả? Trời ơi, không biết gì hết luôn á hả? Biết gì đâu, bữa giờ trốn trong nhà biết gì đâu. Ờ, em là em mới được cái vai chính. Hả? Vai chính luôn. Trời ơi, chuyên trị vai quần chúng mà giờ lên vai chính rồi hả? Trời ơi, vậy là chúc mừng em nghe. Dạ. Đóng phim gì vậy? Dạ, cái phim cái tên là Nước Mắt Giai Nhân của anh Trần Minh đó chị. Ủa, phim đó đó hả? Dạ. Trời, cái phim đó chị bỏ mà em hốt hả? À, thì cũng nhờ chị đó, nhờ chị bỏ cho nên bây giờ là em được vô vai chính đó. Trời ơi em ơi, đóng vai chính cũng như không mà cái vai đó dở ẹt à, đóng cũng không có được lên đâu. Chị đọc kịch bản rồi chị biết mà. Không phải, tại nhiều khi ảnh giao cho chị là vậy đó. Nhưng mà qua em đó, ảnh sửa lại vai của em hay lắm chị, chính mà. Ủa, sửa lại hết rồi hả? Dạ, sửa hết rồi. Ồ, trời, nhưng mà cũng thường thôi, đóng rồi cũng vậy thôi. Cũng đâu có ai coi đâu mà đóng chị cho nó cực sức. Trời ơi, đâu có chị. Cái phim này là, dạo này là báo đăng những phim này nhiều lắm. Với lại em nghe nói là sắp đi dựng liên quan phim nữa đó.
Có không? Có. Vậy hả? À vậy thôi chị chúc mừng em nghe. Rồi dạ, bây giờ chị trùng tu nhan sắc rồi kiếm thời gian sau chị quay trở lại chị đại náo. Chị đã trở lại và quằn quại hơn xưa, chị sẽ nổi tiếng nữa. Sao? Nhường cho em dai đâu có ảnh hưởng gì tới chị đâu. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi bây giờ em qua đây em thăm chị, em thấy chị khỏe mạnh vậy là vui rồi. Cảm ơn em. Dạ, khi nào mà em quay cái phim đó chị rảnh chị lên phim trường chị chơi với em nha. Chị đâu có rảnh, chị bận thấy mồ mà rảnh cái gì. Ủa chị bận cái gì? Chị bận làm show. Trời, sắp tới đây là người ta sẽ mời chị chỗ quá chừng xô luôn. Biết bao nhiêu công việc mà chị làm không hết đó chứ. Trời ơi, thích quá chị thôi, em chúc mừng chị nha. Rồi qua thăm chị chút xíu thôi, em đi về. Ủa về hả? Dạ về, chứ chị bây giờ em bận lắm. Bây giờ là em có hẹn với nhà báo đó, chị phỏng vấn em. Dạ, nhiều báo lắm. Rồi, dạ chào chị. Dạ rồi. Thôi sao, chào em nha. Cố gắng lên cái gì chị sẽ giúp đỡ, chị sẽ dìu dắt cho em. Chị sẽ giúp cho em tỏa sáng giống như chị. Nhưng mà còn lâu lắm mới được chứ chị nha. Trời ơi, thích quá, cảm ơn chị. Em về nha chị. Chào em. Dạ, chị đẹp quá à. Ai cũng nói gì đó. Ồ. Tao ôm môi rồi sao mày? Dạ. Dạ. Kim đâu rồi? Kim đâu rồi? Nè. Chị Bảy. Vô kêu Kim ra rồi chị Bảy. Kim nè. Đừng giỡn như vậy, đang bực mình như vậy. Kim đâu đây? Em Kim nè. Cái gì? Diễn viên nổi tiếng Thiên Kim nè. Trời đất ơi Kim. Em nè. Em làm cái gì vậy Kim? Em làm như vậy là em giết anh rồi Kim à. Wow, Kim ơi là Kim. Trời ơi. Anh bực mình lắm, anh từ số 3 em tới đây mà anh giận em lắm, em biết không Kim? Giận vụ gì? Em làm cái gì vậy? Tại sao em từ chối? Hả? Em từ chối, em có biết là bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm huyết của anh là anh đặt vô đó không Kim? Từ chối gì? Cái vai diễn. Thì đúng rồi. Cái vai diễn của Trần Minh, trời ơi. Vai nó dở ẹt thì phải từ chối. Anh cấm em. Hả? Anh cấm em nói như vậy nghe chưa? Nghe chưa? Bao nhiêu tâm huyết của anh là anh đặt vô cái bộ phim đó, cái bộ phim tranh giải em biết không? Trời ơi, phim đó phim truyền hình mà tranh giải cái gì, truyền hình ai mà coi. Nó nghe nè, với lại ông Trần Minh á, ổng tuổi thân mà em tuổi dần. Dần thân tị hợi tứ hành xung. Cho nên là cô Bảy nói là không có được làm gì với những cái nào tuổi thân, em phải từ chối luôn. Ủa cái gì kỳ vậy em? Hả? Thời đại này, thời đại nào rồi mà em còn tin những cái lời thầy bói toán nè em? Trời hả? Đóng phim mà còn coi bói nữa hả? Phải coi hết, cái gì cũng coi hết trơn á. Rồi cái mặt em bị cái gì vậy? Em đi phẫu thuật thẩm mỹ em làm đẹp mà. Em ơi, mình đi làm đẹp không ai cấm mình hết. Nhưng mà em làm cho đẹp, em đừng có làm cái mặt em như con heo vậy chứ em. Trời ơi, xúc phạm nha, xúc phạm nghe. Nghĩ làm sao mà hồi nãy con Băng Tú Lan nó mới vừa vô nó là em đẹp quá luôn á. Nó khen em là không còn một chỗ nào để đẹp nữa hết trơn á. Em ơi, anh là quản lý của em nè, anh mới là người thật lòng với em nè, còn cái con quỷ đó nó là ganh tị với em hiểu không? Đâu ra mà ganh tị? Đây nè, anh nói em biết, em làm vậy là em sai rồi. Tại sao sửa mà không nói cho anh biết? Hả? Em có biết là từ cái mỏ, cái môi, cái mắt tới cái cọng lông gì tai của em là em phải thông báo cho anh biết, anh em mới sửa được, biết chưa? Ủa, mà tại sao em phải thông báo cho anh? Anh là quản lý của em mà. Phải thông báo cho anh chứ. Để anh còn nhận ra em chứ, nãy vô đây không nhận ra em hả? Anh có biết là trong mắt của em anh là cái gì không? Em đừng giỡn mặt với anh. Trong mắt của em anh là cái gì? Nói coi, anh là cái gì? Chỉ là con ở đợ thôi. Anh tưởng anh là ai chứ? Xin lỗi nha, tôi quê nha. Ủa? Mà bây giờ ngã bài luôn đi, lật bài là không nói chuyện nữa, bực bội quá rồi. Bây giờ một thời gian dài tôi chịu đựng quá nhiều rồi. Nghĩ sao mà bắt tôi xưng anh vậy, kêu anh vậy, bắt ối lắm nha, biết không? Cái tướng này rất là bánh bèo. Nguyễn thì bánh bèo luôn, mà đặt tóc để tóc tém ha, rồi mặc quần jean, mượn đồ của nhỏ em gái phải không? Biết mà, trời ơi. Anh á, thật ra là một người nữ, rất là nữ, rất là bánh bèo, đặt tên gì? Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Thùy Dung. Em nói gì? Em nói gì? Tôi cấm em nói tới cái tên đó nha. Tên khai sanh mà. Tôi xé cái chứng minh luôn rồi. Tôi xé khai sanh luôn rồi. Tôi đổi tên rồi, em biết mà. Thì Tinh Dung thì phải gọi là Tinh Dung chứ. Bây giờ hãy gọi tôi là Trần Văn Dũng đi. Trời. Gì vậy? Tinh Dũng đâu ra? Tinh Dung bánh bèo lắm em.
Nghĩ sao cái tên cả tướng anh vậy mà tên là Thùy Dung em? Chứ là tên gì? Trần Văn Dũng. Trời ơi, hãy gọi là Trần Văn Dũng à. Tên Dũng nó cũng bánh bèo à. Tên Hùng, tên Dũng, tên gì cũng là bánh bèo à. Trời ơi, thôi mà em, thôi mà chị Dung ơi, em xin lỗi chị đi. Chị tỉnh giùm em đi chị Dung à. Chị là rất là phụ nữ, chị yêu đàn ông đàng hoàng mà bởi vì thằng đàn ông nó bỏ chị rồi chị sống của chị làm ô bê. Thôi mà đừng có giả bộ. Em im đi. Bây giờ tôi yêu em đó. Tôi yêu em đó. Nghĩ sao mà yêu tôi vậy trời? Tôi yêu em rồi, em không biết hả? Trời, tôi biết rồi, tại vì cái mặt của tôi giống chồng của bà. Cho nên bà yêu tôi và hình bóng của chồng bà đúng không? Đúng rồi. Em nam tính lắm. Trời ơi. Em mê anh gì cái nam tính đó đó. Tôi sủi với nữ tính đây nè. Trời ơi. Không đâu, tôi mê cái nam tính của em à. Kim ơi, Kim ơi. Trời ơi. Thôi, bây giờ đi về không? Cảm của em đi. Bây giờ đi về không? Sao? Đi về. Không. Tôi không có muốn chị làm quản lý cho tôi nữa bởi vì chị không được việc gì hết. Trời đất ơi, xếp lịch đó thì đụng lịch từ lưa, rồi còn đem đồ cho tôi đi diễn thì là mất đồ của tôi. Chị làm được gì trong công việc của mình hả? Em đuổi tôi. Đuổi? Tôi đuổi chị đó. Hôm nay em đuổi tôi. Tôi đuổi được chị lâu rồi mà hôm nay tôi mới nhắc lại lần nữa thôi. Em nhớ nha. À. Bao nhiêu tình cảm của tôi đặt cho em mà bây giờ em đuổi tôi. Trời ơi. Em nên nhớ một điều. Cái gì? Tôi đưa em lên được thì tôi kéo em xuống được. Không cần kéo, xuống mẹ nó rồi. Gì nhanh vậy? Có ai mời đâu mà không xuống. Xuống luôn rồi hả? Xuống luôn rồi. Được rồi, tôi sẽ đi gặp con Lan. Tú Lan á hả? Tôi sẽ đưa nó lên. Không cần đưa nó lên luôn rồi. Sao nó lên nhanh vậy? Trời ơi, tại vì nó giành giật những cái cơ hội mà tôi bỏ ra. Bây giờ chị không có làm được cái gì hết trơn. Chị đi về đi. Về sống lại thật với đúng giới tính của mình đi là chị sẽ làm được việc thôi. Im đi. Không cần em dạy đời tôi. Tôi sống hay sao thì kệ tôi. Giới tính tôi sao kệ tôi đi. Trời ơi. Dính miệng em. Tình yêu của tôi dành cho em đến đây là chấm dứt. Thôi chị đi về đi chị ơi. Giật. Làm gì vậy? Người yêu của tôi mà làm gì vậy? Trời ơi, người yêu của tôi mà chị làm gì vậy? Làm gì? Tại sao mày không muốn mà yêu thằng này? Trời ơi, mắc cười quá. Chuyện tình cảm của ta rồi. Ô môi bà nội mày chứ ô môi mày. Ô yeah. Lâu làm gì ghê trời. Trời ơi, chị á, chị bị sốc nữa rồi. Tại vì em không có đáp lại tình cảm của chị nên chị vậy đó. Em à. Cái gì mà cấp cứng ghê vậy? Em mới trùng tu vòng một nè. Trời ơi, là cái mặt em bị ai quýnh nữa ghê vậy? Không phải quýnh, phẫu thuật thẩm mỹ. Trời ơi, chết tôi rồi. Thuật thẩm mỹ cho nó đẹp. Đẹp cái gì mà đẹp? Bờ môi gợi cảm không? Trời ơi, nhìn môi em dễ tình bò luôn á. Bây giờ hồi xưa khó hôn, bây giờ dễ hôn lắm. Anh để cái môi đâu cũng dính hết trơn. Ừ. Ba chết đi em ơi. Anh, nhỏ anh muốn chết luôn vậy đó. Anh thấy em đẹp không? Cái gì? Anh thấy em đẹp không? Em làm đẹp là vì anh đó chứ. Đẹp cái gì mà đẹp? Anh yêu em á, anh thương em á, là sự hồn nhiên của em. Ngày xưa em đẹp như một con chim bồ câu vậy đó. Em làm gì cho thành em thành con chim cú mèo ghê vậy? Cú mèo đó, cú mèo người ta hấp dẫn chết luôn á. Thầy bói nói á, là bây giờ đi trùng tu vòng một đi, đàn ông người nào cũng mê cái vòng một hết trơn á, anh có mê không? Anh mà mê á là anh kiếm đồ thiệt à, chứ không thích đồ giả. Ủa anh, mình thiệt hay giả gì riết ra xài cũng quen chứ có gì đâu. Mà sao em đi tin là tầm bậy tầm bạ vậy? Không, người ta nói đúng mà mình phải tin chứ. À, hay là em tin lời của anh nào xúi với em phải không? Không có. Bây giờ anh kiếm chuyện với em là anh đã thay lòng đổi dạ rồi phải không? Anh không có thay lòng đổi dạ. Nhưng mà bây giờ là anh nghi là em làm đẹp cho người khác coi đúng không? Có. Bây giờ nói giùm nghe là bây giờ tôi không có muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa. Sao kỳ vậy? Em phải làm sao em trả lại con chim bồ câu cho tôi. Trời ơi, cắt mắt rồi em lại bơm môi, tạo thêm đường cong cho em eo thon lung linh, rồi tăm trăng tạo thêm cặp bê lai, làm bao chàng trai theo em ngất ngây. Oh yeah. Anh ơi, sao tôi kỳ quá vậy? Tại sao tôi trùng tu nhan sắc là để người ta thương tôi, để khán giả đón nhận tôi, để tôi không còn xui xẻo nữa, để tôi không còn bị ế xô nữa, mà tại sao bây giờ tôi vừa làm đẹp xong á là quản lý cũng bỏ tôi mà đi, tình yêu cũng bỏ tôi mà đi, công việc thì không đến với tôi, tại sao vậy chứ? Ai giúp tôi?
Cô Bảy, cô Bảy ơi, cứu con với. Trời ơi, con nói không phải khen chứ hả, cô Bảy là giỏi nhất luôn á. Cô Bảy là có tài ăn nói lắm nghe không? Đó là cô Bảy biết không, là bữa mà cô Bảy nói cái gì với nó đó là nó nghe theo hết trơn luôn. Kêu nó làm cái gì là nó làm theo cô Bảy luôn đó. Bây giờ hả, cô Bảy biết cái mặt nó nhìn như con quỷ vậy đó. Thấy khủng lắm. Thật ra thì mới đầu lúc mà nó chưa sửa, nó chưa nghe lời của cô đó mà nó sửa thì lúc đó mặt nó cũng đâu đẹp lắm đâu. Ừ, làm sao mà đẹp bằng con đúng không? Mặt mâm, môi mỏng, nhũ lép. Trời ơi, nhìn nó thấy gớm chết luôn à. Mà thật ra cũng nhờ con. Dạ. Con tới đây con đã xin nhan trước như là cô, cho nên là cô nói thì nói chung là thì con nói sao là cô làm lại vậy. Nói chung là làm sao để cho bữa nay nhìn nó thấy gớm là được rồi. Ê. Dạ. Nè, thật ra là cô làm như vậy là cũng tội lỗi lắm á. Cô làm như vậy là cũng bị thất đức nè, rồi coi như là bị giảm tuổi thọ của cô. Trời, công lao của cô lớn lắm đó nha, chứ không phải giỡn đâu đó. Mệt ghê, nhắc khéo chứ gì. Cái gì chứ cái chuyện mà công lao của cô con phải biết chứ. Chứ còn không phải. Dạ. Sao nên nhớ nghe, bây giờ cái tên Tú Lan bây giờ không còn là một cái tên tầm thường nữa. Cái tên Tú Lan bây giờ đang nổi dậy như là một ngôi sao sáng trong bầu trời nghệ thuật. Và cái tên Thiên Kim thì bây giờ càng ngày càng chìm nghiễm. Nhờ ai vậy cô? Nhờ cô Bảy chứ ai mà... Đó, cho nên là bây giờ nè. Hả? Cô Bảy. Ừ. Hậu hỉnh. Thôi, tiền bạc cái gì, cô không có lấy đâu. Thôi mà, năn nỉ mà lấy mà. Cô đã nói là cô làm giúp con, cô không lấy là không lấy. Trời ơi, thiệt luôn vậy á hả? Ừ. Thôi lấy đi mà, năn nỉ lần nữa luôn á. Không lấy con buồn chết luôn á. Tú Lan thiệt sự là muốn tỏ lòng thành với cô đúng dạ. không? Dạ. Thôi thì bây giờ vậy nè, con hãy đài thọ cho cô một cái chuyến đi qua Thái Lan để... Để làm gì? Giải phẫu thành một người nữ. Bảy qua Thái Lan giải phẫu thành nữ đó hả? Bạn của cô Bảy đó là làm 7 ngàn. 7 ngàn? Ừ. Ủa còn cô Bảy làm nhiêu? Bác sĩ định rồi 70 ngàn chưa ra hình. Vậy? Trời đất ơi, cô Bảy ơi, con là chỉ mới chớm lên thôi, lấy đâu 70 ngàn ra mà cho cô. Thấy chưa, thấy chưa? Nè, nhờ tôi mà cô ký những cái hợp đồng béo bở 9 số 0, 10 số 0, 11, số 0, 12, số 0, còn nhiều con số 0 sao đó nữa. Nhờ ai? Thì sau này nè, không chỉ 70 ngàn đó đâu, 700 ngàn, 7 triệu đô la. Trời ơi, trở thành triệu phú. Chào em. Trời ơi, bữa nay trông như là một cô gái rất là đáng yêu, bờ môi mỏng. Ôi, em đẹp hơn Angelina Jolie nhiều. Đủ rồi, hai người quá đáng lắm nghe. Tú Lan, cô là Tú Lan hay Tú Bà vậy hả? Cái gì vậy? Cô lừa đảo tôi. Lừa đảo cái gì? Ủa, tôi đâu có làm gì đâu, tự mà đâm đầu vô nghe. Trời ơi, sao cô gian cảnh gì nè, tàn nhẫn với tôi quá vậy. Tôi đang là ngôi sao mà cô bây giờ còn kết cấu với lại cái con người này. Nam không nam, nữ không nữ này, em bé không em bé. Người lớn không em, người lớn này. Con yêu nữ kia hả? Nghe, hôm bữa màu hồng, bữa nay mà đập màu đỏ lồm. Trời ơi, nó xinh rợn vậy đó. Ghét nhất là ai kêu mà nam này, ông này nọ, nghe chưa? Ê, có tin không? Cô ế một cái là cặp mỏ, bây giờ nó văng lên tới cặp mắt luôn, bây giờ tin không? Đừng có lừa đảo, tôi không có tin cái người đâu. Cô đó, tôi sẽ nói với tất cả mọi người về hành vi lừa đảo của cô. Rồi đây mọi người sẽ bỏ rơi cô, sẽ không thèm coi phim của đóng nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, nè, cái này là tự bà nghe, cái chuyện mà nói hay cái gì đó là chuyện của cổ. Đúng. Còn vậy. Còn này là bà nghe lời bà tự bà đi làm, bây giờ bà xấu xí, bà đổi thừa ai nữa? Bà tự bà nghe cho nên bà xấu. Lỗi của tôi đã dại dột, tôi tin tưởng mấy người. Để bây giờ á, tiền mất mà tật mang như vậy nè. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tôi không dám đứng gần ai, tôi không dám làm gì hết. Sự nghiệp của tôi tiêu tan hết rồi do tất cả mọi người. Mà mọi người cũng yên tâm đi, tất cả mọi người cũng sẽ bị đưa ra pháp luật để xử lý cái vụ này thôi. Hai người đừng có nghĩ rằng hai người sẽ thoát được pháp luật. Bởi vì sao tội của hai... Tôi ghét ai nhái tôi lắm nha. Nhái gì trời. Ê, ai cái con bánh bèo mặt mâm môi mỡ kia mình làm cho nó tao nhái rồi nha, cho tao nhái gì mình nói chuyện sao mà tao bị liệu cái mỏi nó dài theo cái bộ làm như tao muốn nhái mà chứ cô không rảnh cưng. Hai người nghe nha, công an sẽ bắt hai người vô tù vì cái tội là lừa đảo người khác,
xúc phạm người khác, làm ảnh hưởng tới thanh danh của người khác. Mắc cười quá, bây giờ bằng chứng đâu? Đúng không? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu con bánh bèo? À, không có bằng chứng đúng không? Tôi xấu nhưng mà tôi không có ngu đâu. Nãy giờ hai người ngồi nói chuyện hớ hên quá đi. Tôi quay lại hết, tôi để trong điện thoại của tôi rồi nè. Chờ đi nha, chờ ra phường để mà giải quyết sự việc đi nha. Chào. Trời ơi, sao gì nữa, tính ra nó còn độc hơn chỗ này. Đúng là chiêu độc mà. Chào thầy. Dạ xin lỗi, tôi không phải là thầy ạ. Tôi kêu thầy thì ông không chịu. Vậy tôi sẽ kêu ông là ba của thằng Tâm. Ba thằng Tâm? Phải. Ủa, con tôi đâu phải tên Tâm. Xin lỗi, tôi lộn. Tôi cứ tưởng tôi là Tô Ánh Nguyệt chứ. Cô vui tánh quá. Ông sai rồi. Tôi không hề vui tánh. Tôi rất khó tánh. Dạ, xin lỗi cô ạ. À. Xin lỗi à? Lỗi nó đâu có dễ dàng mà xin như vậy. Ủa, tôi nhớ tôi mới gặp tôi đâu có làm cái... Ông mới gặp tôi. Nhưng mà tôi thì... Cô... Mới gặp ông thôi. Làm sao ta? Mà như ra đường coi ngài, xin phép cho cô tôi đi. Đứng lại! Ông tưởng ông bước ra khỏi chỗ này dễ dàng như vậy à? Ông tính làm gì tôi? Tôi đâu có dễ dàng cho ông làm như vậy. Ông muốn làm gì làm à? Tôi mới gặp mà đâu phải muốn làm được là làm. Muốn làm đâu có được. Có được thì cũng không có làm. Tôi có tội tình gì mà ông đối xử với tôi như vậy? Hả đại ghẻ? Cô... Ủa? Sao cô biết biệt danh của tôi? Chẳng lẽ cô là... Tuyền... Xuyến đây. Tuyền Xuyến? Mập dữ vậy? Ủa chứ hồi xưa tôi không mập hả trời? Hồi xưa cũng mập ha. Vậy? Mà giờ mập hơn nữa hả? Đúng rồi, hồi xưa tôi mập lắm. Bây giờ tôi hơn nhiều rồi. Uống thuốc, bệnh quá, uống thuốc khiến nó mập bệnh á. Nhưng mà ngày hôm nay á, thấy bạn về, cái tự nhiên tôi nhớ lại cái thời học trò của tụi mình quá à. Thank you.
mùa hè bâng quơ nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài để tim xuân sang hoài, và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng khuâng đến trong ngày bơ vơ, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về. Biết bao say mê vĩnh biệt tình đầu, tình đầu là cơn giông chợt quá mau quá mau. Vĩnh biệt tình đầu, tình làm con tim ta sau cái mùa hè đó thì ba má tôi cũng dọn lên Sài Gòn lo cho tôi học, rồi tôi đi du học, rồi lập gia đình, rồi kinh doanh mấy chục năm, với lại dưới quê còn ai đâu về. Còn sao không? Còn không? Còn nguyên một cái cây phượng khắc tên Đại Ghẻ, mà bây giờ ông muốn coi không? À. Muốn coi được nó rất là cực, phải lên tú ở trên cái đọt á. Coi ông, tôi cầm không lên cho ông coi. Được rồi. Không mà đúng rồi. Cõng không lên cũng sợ bị lây ghẻ. Già thì có ghẻ kỳ lắm. Hồi nhỏ bị thôi, hồi nhỏ bị té là có mấy cục ghẻ ngay chân thôi chứ có bị gì đâu. Nói chơi thôi ông ơi. Nhưng mà nhờ ông đi vậy á, cái thời gian ông về, ông thành tài, ông làm đại gia, cái giờ ông có tiền gom góp xây cầu, rồi xây trường cho mấy em học sinh đi học. Thiệt tình á, làm hiệu phó như tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc mà. Bởi vì tôi đã làm được một cái điều gì đó cho ngôi trường, cho nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà tôi có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Tình hình mua bán ngày càng khó khăn, cho nên người kinh doanh phải nghĩ ra nhiều hình thức, nhiều chiêu trò khác nhau. Đối với những đơn vị làm ăn lương thiện thì mình không nói, nhưng đối với những người có ý xấu thì họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái chương trình gọi là khuyến mãi nè, bốc thăm trúng thưởng rồi tặng quà. Nhưng mà luật lệ thì nó mập mờ, và người mua thì bao giờ cũng nắm tâm lý là mình thích được mua cái này nhưng được tặng cái này gọi là có hàng kèm trẻ em. Giống như cái hình thức là cào trúng thưởng đó anh. Ví dụ, mà lúc nào cũng là dòng chữ chúc bạn may mắn ở lần sau. Chính thì xác. Cũng là một cái hình thức lừa nhau đúng không anh? À anh nói làm em nhớ tới câu chuyện của cô chú hàng xóm của em. Để em kể cho anh nghe cũng như là khán giả nghe để chúng ta cùng rút kinh nghiệm anh ha. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm của tác giả Võ Lê Văn Tùng qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Trung Dân, Thu Tuyết, Ốc Thanh Vân, Vũ Thanh, Hoàng Tuấn và Phúc Giới Lộc. Dạ đúng rồi. Dạ. À đúng là công ty rồi đó chị. À chị ơi, à đợt này đó là công ty ở đây đó là có cái chương trình mà bán hàng khuyến mãi rất là lớn. Dạ nếu mà anh chị mà mua hàng của công ty đó, thôi biết đâu các anh chị nhận một giải thưởng rất là lớn. Dạ. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh chị nhiều nha. Ủng hộ cho công ty nha.
Dạ, cảm ơn anh chị. Nè, trời ơi, cái chú kia, chú đi đâu vậy? Tôi lên thượng đi đâu? Ở đây công ty mà chú đi đâu vậy? Chú Minh, lại đây. Dạ. Giờ để đâu đây trời? Nè, chú là bảo vệ của công ty. Dạ. Nha. Tại sao mà chú lại để cái người nào lạ mà muốn đi ra đi vô công ty mình như vậy? Đây là văn phòng công ty. Dạ em biết. Đâu phải là cái dựa da chai đâu mà tự nhiên vác cái cửa vô đây làm cái gì? Mời họ đi ra, đuổi ra giùm tôi. Trời ơi, thôi chú đi ra giùm con cái đi. Trời đất ơi, tao có đi ra, tao tới là địa chỉ đúng, tao đi lãnh thưởng á. Mày xây ra này, mệt mày quá. Chết tui đâu. Tại sao chú không mời người ta ra? Chú đó đi lãnh thưởng. Lãnh thưởng cái gì ở đây? Tự nhiên vác cái cửa vô lãnh thưởng, ở đây đâu có phải là bán cửa bán đồ đâu. Đây nè, để nói cho ông cái thằng cha đầu đinh kia. Bước ngay thôi. Tính lật lọng hả? Ông nói cái gì? Tôi đi mua cái truyền hình. À. Trong cái truyền hình á, cái thùng đựng truyền hình á, có cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Bây giờ tôi so là tôi thấy cái phiếu tôi trúng thưởng, đúng không? Bây giờ tôi vác cái phiếu tới đây tôi lãnh thưởng mà ông cho tôi lãnh là sao? Bây giờ có đem cái phiếu tới đây lãnh thưởng thì cái phiếu đâu? Còn cái cửa này á thì tôi yêu cầu chờ anh đó đem cái cửa ra ngoài giùm tôi. Không có đem được, không có đem được. Tại sao không đem được? Bảo vệ, bước qua đây. Mày dựng cái cửa lên cho tao. Dạ. Không có gì vậy? Mày dựng ngược hả mày? Mày dựng không? Mày dựng lên vậy coi. Rồi mày đứng ra đây. Ê, đầu đinh biểu coi. Nè. Ông kêu tôi đầu đinh, vậy chứ ông đầu gì hả? Tôi không phải đầu đinh. Chứ ông đầu gì? Meaning cua. Ông mới đinh đó. Đã đinh mà còn đuôi nữa. Đuôi sao? Ông nhìn thấy cái phiếu là tôi chỉ nè. Nhìn nè. Đã. Đây. Phiếu trúng thưởng nó nằm ở đây. À, nói vậy là ông đã trúng thưởng đúng không? Đúng. Ông trúng thưởng bây giờ ông tới đây nhận thưởng đúng không? Đúng. Thì bây giờ cái phiếu ông đã dính trong đó rồi thì làm sao mà ở công ty này giao giải thưởng cho ông được nha. Bảo vệ. Dạ. Đem cái cửa đi ra ngoài. Ê, không được đem nha mày. Đem chạy vô. Trời ơi. Tao mạnh lắm. Nè, tao mạnh nè. Bây giờ ông muốn cái gì? Tôi muốn lãnh thưởng. Bây giờ ông muốn lãnh thưởng thì để cái cửa bên ngoài đi, dựng ở đó đi. À, đúng rồi. Rồi bây giờ tôi mời ông vô đây ngồi uống nước cái đã. À. Rồi chúng ta bàn công chuyện. Muốn ngồi uống nước ở cửa kế bên nè. Ông, con giữ cho, không sao. Tao tin mặt móc mày. Bây giờ ông đã tới công ty rồi thì ông phải tin công ty chứ. Dạ, dạ. Bây giờ để cho thằng bảo vệ nó giữ cái cửa giùm ông được chưa? À, được. Rồi đây, bây giờ tôi mời ông ngồi. Vậy, cái cửa để ngay đây. Trời ơi. Ngay đây. Rồi. Rồi. Muốn vậy ơi, mày làm gì vậy? Kinh đeo qua mày đi. Không có để. Đây. Trời ơi, cái gì mà nãy giờ ồn ào quá vậy trời. Cái gì đây? Cái gì vậy nè? Cái gì nè là sao? Trời ơi. Trời ơi, người ta lau nhà từ sáng tới giờ. Ai? Thủ phạm là ai? Quá trời dấu chân này dơ quá vậy. Cái gì vậy nè? Cái gì vậy? Cái gì tự nhiên rồi bước vô ào ào rồi cái gì vậy nè? Cái gì vậy nè hoài là sao? Trời ơi dơ quá nè. Sếp thấy không? Dơ quá trời ơi, người ta dơ thì mình lau. Lau đâu mà sức đâu mà lau hoài vậy trời ơi. Trả cho chú này hả? Đi. Có mấy triệu mà bắt người ta lau rồi dọn đi giờ cái bình bông đất rồi ai đền? Rồi cái chú này lai tự nhiên cái gì đây? Ê, tài sản tôi nha. Bây giờ nè. Là sao? Cô Nga, cô bước qua bên kia. Cô bước qua bên kia để tôi làm việc với lại khách hàng một chút nha. Nhưng mà em phải làm cái chuyện của em trước cái đã. Thứ nhất á là em không có đồng ý á là ở đây nó dơ như vậy, là không có tôn trọng cái người lao công. Đúng rồi. Cái người lao công cũng phải có cái sĩ diện của người lao công chứ đâu phải mà cứ đâu mà lao hoài vậy. Rồi á hả, bây giờ cái bình bông mình nứt nè, rồi công ty có đền không hay là bắt em bỏ tiền túi ra em đền nữa. Rồi cái cửa đi ra ngoài đi, đem ra ngoài đi. Cái cửa đi ra.
ông này là ai vậy? Ta là ai? Tôi đóng cửa là muốn nói chuyện với mấy người đó. Hả? Đây là khách hàng của công ty. Rút chìa khóa luôn. Khách hàng của công ty. Khách hàng công ty, người ta trúng thưởng tới đây để lãnh thưởng. Đi qua mà không có nói chuyện nữa mà. Ủa nhưng mà sao tự nhiên ở đây? Là sao? Tại sao không có đem cái này ra ngoài kia? Tôi không thích đem. Cái này nó bụi quá. Bảo vệ. Bụi gì? Dạ. Đưa cô nghe đi ra ngoài. Trời ơi, thấy ông bà, ui bà vô đây bà làm quá, tự nhiên bà vô bà... trời ơi, chết rồi, bây giờ bị nổi ra nè, bà đi ra đi. Cái gì vậy? Nữa trời hả? Ơi, bảo vệ mà, nó phải vấn đề là chủ của người ta đâu. Mình làm cái gì mà tự nhiên lôi tay rồi nó chạy tay người ta rồi đến nè. Nhiệm vụ tôi, có chừng bị chủ đuổi nó, bà đi ra ngoài giùm tôi đi, nha nha. Thì nói từ từ thì rồi người ta ra, tám tiền. Giết bà tôi gì? Đang ở trong nhà tắm, tôi tắm mà quên cái áo, bước ra ngoài dòm thấy cái cửa trong quên trong quắt à. Chút xíu nữa là người ta tôi đãi cả xóm rồi, biết chưa? Tôi có công có chuyện, tôi phải bưng cái cửa đi nè. Có chung cái chuyện gì? Cái cửa tự nhiên tháo ra bưng ra đây làm cái gì hả? Có lý do. Lý do gì? Nhà mình sắp đổi đời rồi, tôi báo cho biết. Là gì? Đây, tôi mở cánh cửa ra cho bà coi nè. Đấy, bà nhớ hôm kia mua cái truyền hình không? Nhớ. Full HD. Trong cái thùng đựng cái truyền hình nó có cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Cái phiếu đó bây giờ mình trúng rồi đây nè. Cái này hả? Trúng thưởng à? Rồi bây giờ thôi được rồi. Bây giờ là hai ông bà đã có mặt ở đây rồi. Bây giờ hai ông bà muốn lãnh thưởng phải không? Chờ tôi. Chờ làm gì? Tôi sẽ dò chứ. Tôi dò coi cái mã số có trúng thật hay không cái đã. Trúng thật. Để tôi xem nha. Coi đi. Để tôi đọc cho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Quá! Chúc mừng hai ông bà đã trúng giải đặc biệt một chiếc xe hơi con cóc. Quá! Trúng thưởng này hả? Ba, trúng thưởng mừng quá, mừng quá. Cô nghe, người ta trúng thưởng đâu phải cô đâu mà phải ôm cái cửa của người ta. Cô mừng dữ vậy? Em mừng chứ. Trời ơi, tại vì trời ơi một cái số tiền quá lớn, đúng không? Làm bảo vệ cả đời cũng đâu có được. Không bao giờ được. Lao nhà cả đời cũng đâu có được. Anh ơi, mặt anh dơ quá em lao cho anh nha. Có tụi lao đúng không? Xin lỗi cô nghe. Anh, em nói nghe nè, em thấy anh may mắn quá. May mắn quá, em mừng cho anh. Không được, đứng xe cho. Nó miếu. Đúng rồi. Xây cửa lại tôi bên ông bên. Hai chồng mình canh. Rồi, may mắn quá, thấy không? Chứ tôi mua tivi tôi đâu có trúng ha. Rồi tôi nói dòng họ nhà tôi, cô chú, ông bà, anh chị em trong gia đình là mua hết mà cũng không ai trúng hết. Mà tự nhiên bây giờ có cái người trời ơi may mắn quá. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Nãy giờ đó anh nè, em lau nhà nè, đó anh thấy không? Nhà sạch thì mát nè, bát sạch ngon cơm nè, dọn dẹp sạch sẽ cho anh để anh ngồi anh mát nè. Nãy giờ anh ngồi cái ghế này nè. Rồi đó anh thấy cái không gian ở đây nó mát mẻ không anh? Đó là cái công lao công của em đó. Cho nên là em tính rẻ thôi. Em tính anh 3 triệu tiền phí phục vụ ngày hôm nay thôi. Nhưng mà cái bình bông này nè, cái bình bông này hồi nãy nè, làm nứt của em nè. Bình bông này á là trị giá là 3,5 triệu. Đó, thật ra là bây giờ là em tính rẻ thôi. Em tính rẻ thôi, trả em cái này 1,5 triệu thôi. 3 triệu với 1,5 triệu là 4,5 triệu. Bình bông này tôi mua ngoài chợ có 35 ngàn. Cô nở lòng nào cô tính tới 3,5 triệu là sao? Trời ơi, người bình thường á thì ta mua giá đó đúng rồi. Còn anh chị đâu phải người bình thường đâu, là đại gia. Thôi bà ngoại đi chú khác rồi bà ngoại. Tôi có giải quyết cái chuyện đó rồi bà ngoại. Thôi, chú. Sáng giờ con giữ xe cho chú á cũng 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ 1 tiếng con lấy rẻ cho chú thôi. 1 tiếng 1 triệu, 3 tiếng 3 triệu cho chú. Giữ xe, 1 tiếng đồng hồ mà 1 triệu hả? Dạ. Mày giữ xe giữ cọp à? Nè, quy định của nhà nước á, một chiếc xe mà gửi trong bể chỉ có 2 ngàn phải nha mày. Đúng rồi, cái đó là người ta để cái bảng thôi, còn người ta muốn lấy như người ta lấy. Ê, bây giờ mày muốn lấy tao 3 triệu cũng được á hả? Thì chú là đại gia mà. Thôi thôi mà. Tôi nói rồi, bây giờ hai người đi ra ngoài giùm tôi được không, để tôi giải quyết cho khách hàng. Hai người làm hơi lố rồi đó, đi ra ngoài. Thôi bây giờ anh chị cứ bình tĩnh dừng cái cửa đó.
mình mời xưa ngồi xuống mình nói chuyện đàng hoàng. Không sao, bà cứ ngồi đó, bên chỗ bà ngồi được không? Bên đây cũng ngồi được. Rồi. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ hai anh chị muốn lãnh thưởng đúng không? Tất nhiên. Rồi hai anh chị lấy cái phiếu ra đây giùm tôi. Đưa cái phiếu. Nếu mà sao lấy được? Ủa tại sao lại anh chị lại dán trong đó? Trời ơi cái bà này tôi nói thiệt, đầu dây mối nhợ cũng bà. Cái gì tại tôi? Đúng cái thứ gì bà cũng dán hết trơn rồi. Hình tôi còn trẻ bà cũng dán. Hình tôi nằm trên bao tôi thấy ông thằng tài thằng táo bà cũng dán. Hình Tết bà cũng dán, bà dán từ lưa hết trơn trời à. Thì dán cho nó đẹp. Hình tôi nè, thấy chưa? Tôi còn trẻ. Thôi, bây giờ bà dán vô kiểu này á, mà gỡ ra thì nó sức mẻ. Tờ vé số rồi, cái phiếu này nó không có được lành lặn thì làm sao mà lãnh tiền được? Anh nói đúng. Nếu mà bây giờ cái phiếu nằm trong đó mà gỡ ra chỉ cần mà rách một chút xíu thôi là nó cũng không còn giá trị gì đâu, không sai, được lãnh sai đâu. Sai quy định, sai quy định. Sai quy định rồi. Ừ. Thì bây giờ nếu mà như vậy thì coi như là chắc không được rồi. Thôi bây giờ mời anh chị đem cái gửi về. Không có được, đâu có được, đâu có được. Coi như là anh cứ việc nè. À, anh dùng kỹ xảo sao á, tôi giao tấm phiếu này, coi dính luôn cái cửa nè, anh dùng kỹ xảo sao mà anh phát thưởng cho tôi rồi anh lấy cái phiếu rồi ra lành lặn vậy thôi, không có gì hết. Đây nè, tôi đem cái cửa là tôi tặng anh luôn nè. Tôi không có nhận cái cửa mà. Tôi không nhận cái cửa. Nhà hai anh chị làm cái gì vậy? Trời ơi, ngã hết luôn. Chết tôi rồi, trời ơi, là hư hết đồ đạc trong văn phòng. Bây giờ hai anh chị làm gì này đâu có được. Bây giờ tôi yêu cầu hai anh chị, nếu mà không lấy được cái phiếu này ra ngoài thì hai anh chị cứ đem cái cửa về nhà. Ở công ty tôi không thể nào mà giải quyết cái vấn đề này được. Làm hiểu chưa? Sao mà tôi đem tôi trúng thưởng phải cho tôi lãnh thưởng cho ông nói vậy xong được ha ông Đầu Đinh? Bây giờ cái phiếu nằm trong đây rồi làm sao lãnh thưởng, nó không có giá trị. Từ từ. Cái gì mà cãi lộn dữ vậy? Trời ơi, tan nát hết rồi. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi. Lụm lên coi. Trời ơi. Trời ơi, bể hết đồ rồi nè, sếp ơi. Lượm đồ đi, trời ơi, tài sản của công ty mà. Chú nhớ con lụm cái đồ này nha chú. Hồi nhớ cho con thêm 1 triệu nha. Mày đi chung cá mẹ, tao chưa làm được gì trơn rồi. Nè. Anh ơi, anh, em nói nghe nè, đó nãy giờ, anh thấy không? Anh bày ra tùm lum tà la hết trơn á, rớt hết đồ đạc rồi sàn dơ hết nè, em lau nè. Thôi, bà ngoại. Em lau nữa. Ê, nè, hồi nãy giờ tôi mệt hai người lắm rồi, nha. Dạ. Chỉ là bảo vệ với lao công thôi mà tôi nhức đầu rồi. Tại bây giờ gặp khách hàng như vậy nữa thì làm sao đây? Đi ra ngoài. Đó. Bây giờ giải quyết giùm tôi cho tôi lãnh đi. Thôi bây giờ nè, bây giờ anh cứ đưa cái cửa xuống rồi tôi sẽ có cách giải quyết cho anh, được chưa? Rồi ông lấy cái điện thoại xuống đi. Rồi, đây. Rồi, ba. Rồi. Đi cái cửa ra. Hiệp Tinh. Rồi, để đây đi. Giải quyết sao? Anh ở đây. Tôi là hả? Bà dính cửa. Dính cái cửa đi, anh ở đây. Không. Hồi nãy giờ đó, bây giờ chỉ có cái phiếu đó thôi. Mà rất khó giải quyết đúng không? Tại vì nó dính vô cái cửa rồi. Khởi ra phát cái Khoan, từ để tôi có cách. Được rồi. Tôi sẽ giúp anh lãnh được cái giải thưởng giá trị này là một chiếc xe hơi. Được chưa? Cảm ơn ạ. Vậy thì công ty mới uy tín chứ. Có nhiều khi đặt ra giải thưởng mà ta tới là anh không có. Đúng rồi, bây giờ với một điều kiện. Điều kiện gì? Là tôi với anh hát. Ông hát hết cái xe này hả? Không phải, anh không hiểu hả? Hát anh hát có nghĩa là cưa đôi. Cưa đôi thì nói đại cưa đôi, hát mà hát là gì? Tôi ông quốc hết không à? Được không? Đâu là người 50, tôi 50, ông 50 hả? Đúng rồi, một người 50. Vậy chiếc xe chặt làm hai. Vậy ông lấy hai bánh trước rồi tôi lấy hai bánh sau hả? Không phải, 50 có nghĩa là cái giá trị của chiếc xe nó là 1 tỷ, đúng không? Hả? 1 tỷ? Thì anh 500 triệu, tôi 500 triệu. Không, đừng có dò, nó cua giống anh bây giờ. Đó, bây giờ anh đồng ý không? Anh 500 triệu, tôi 500 triệu. Được chưa? Chờ một chút, đợi tôi hợp. Mình trúng mà sao mà chia trả tới 50 lận? 1 tỷ. Thì trả 50 mình 50 còn cái 500 mà. À. Thôi không được đó. Thôi đi bây giờ kia lại. Thế bà ý bà thì sao? 82 thôi. 82. Ừ. Rồi, đợi đã. Ê, nó nghe. Sao? Đồng ý rồi đúng không? 5 năm mày thấy hẹp hòi quá. Ừ. Hẹp hòi cho tôi. Giờ 82 được không? Tôi 82. 82 hả?
không được đâu. Nếu mà 82 như vậy thì làm sao mà tôi phát giải cho ông được. Ý ông bảo độ nhiêu? Thôi bây giờ không ấy là tôi thấy tôi hẹp lắm á. Không, ông ấy bây giờ là 64 đi. 64? 64. Tôi 6 anh 4. Cái gì kỳ vậy? Má tôi hả? Chứ sao? Xấu bỏ à, không, xấu hả? Không, tôi nói lộn. Anh 6 tôi 4, anh 6 tôi 4. Được chưa? Chờ một chút. Ủa? Hộp. Ủa hộp nữa hả? Có cánh cửa kéo tới kéo lui hộp hoài. Bây giờ bà tính sao? Bây giờ tôi tính á, chia 73 đi. 73? Mình trả 7, ơ mình 7 trả 3 nghe. Thương lượng coi. Thôi. Anh. Sao? Bây giờ tôi thấy vậy nè. Nãy anh nói anh chia 64, tôi 6, anh có 4 rồi tôi thấy anh hẹp quá. Đúng rồi. Bây giờ tôi chia lại nha. Sao? Để cho nó đồng đều. À, 73, tôi 7, anh 3. Vô làm cái gì hả? Đi vô đây làm cái gì mà vô ra vô hoài vậy hả? Em làm. Trách nhiệm của em sợ cãi lộn. Không có phải sợ cãi lộn mà hai người tới đây canh me đúng không? Thấy người ta trúng thưởng tới canh me hoài chứ không ai lao. Đi ra ngoài cho tôi. Đi liền. Cái con mắm đực với con mắm cái này tính kiếm chát nè. Sao 73 sao? Tôi đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, bây giờ vậy nha. Rồi, anh gửi đi, anh gửi đi. Không. Cứ để yên như vậy, tôi sẽ có cách tôi lấy ra thôi. Vậy hả? Không có gì hết. Nhưng mà bây giờ anh bắt đầu nhận thưởng. Trước khi nhận thưởng là anh đóng thêm tiền đi. Gì? Tiền để anh nhận chiếc xe đó. Giờ tôi phải đóng sao? Bây giờ chiếc xe này anh trúng đó, giải đặc biệt là giá trị của nó 1 tỷ. Tỷ? Anh phải đóng hai loại thuế. Hai loại thuế. Cái thuế thứ nhất là 100% cái thuế tiêu thụ đặc biệt và 200% thuế nhập khẩu. Sao bà làm ơn bà dịnh tôi cái cửa là... cái gì vậy té anh mừng quá đúng không? Té tôi ráng tôi ở trong cái tư thế này. Tôi hỏi anh lại ha. Chiếc xe tôi là giá trị 1 tỷ. Đúng rồi. Tôi đóng thuế 100%. Ừ. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đúng rồi. Là tôi đưa anh 1 tỷ. Đúng rồi. Rồi tôi đóng thêm 200% thuế nhập khẩu. Vậy là 2 tỷ nữa. Vị chi là 3 tỷ. Trong khi đó chiếc xe này có 1 tỷ. Tôi lỗ sạc máu rồi. Không giật hả? Vậy đi ông. Ông. Trời ơi. Ai nè tôi vậy? Dậy. Chú ơi. Chú ơi. Ai nữa đây? Đúng rồi. Cái chú đầu đinh bố mắt nè. Chú ơi, cháu nó lại chú. Con nghe nói là chú trúng thưởng rồi đúng không? Chú nhớ con không chú? Không. Ba, mình nhớ con không ba? Ba nè, thay vì đừng nói mẹ con vợ nhỏ tao nghe mày. Không, giờ chú trúng thưởng rồi, con muốn nhận chú làm ba luôn đó chú. Thôi, tôi không biết cậu lại trời trời á. Không, chú biết. Chú biết nhớ hôm nào? Chú nhớ cái thằng hôm bữa mà phát tờ rơi ở chỗ đèn xanh đèn đỏ bị xe cán không? Cái đèn xanh đèn đỏ gần nhà tao hả? Đúng rồi. Nó có đứng nó phát tờ rơi. Dạ. Rồi xe hủ lô sửa đường cán nó. Đó, què giò. Mày đó hả? Nè, đây nè, què giò. Trời ơi. Đây nè chú. Đó. Bữa đó con phát cho chú cái tờ rơi, xong rồi chú vô đây chú mua đồ, chú cào, chú trúng thưởng, chú trúng được cái xe hơi đó chú. Xe hơi 1 tỷ. Đúng rồi. Chú chia tiền cho con sửa cái giò chú. Cái giò mày sửa 1 tỷ hả? Dạ không, chú chia con 50 cũng được. Thôi, đừng có thấy người sang bắt hoàng làm họ không có đâu. Cái chuyện phát tờ rơi mày không phát người này mày cũng phát người kia. Tự nhiên mày phát rồi bây giờ mày quy trách nhiệm tao phải chi tiền cho mày hả? Không, nhưng mà nhờ có con chú mới trúng thưởng. Trời ơi, anh ơi, anh là phát tờ rơi, anh đi ra ngoài công ty giùm tôi đi. Không, nhưng mà nhờ có em chú mới trúng thưởng, chú phải chia tiền cho em. Chia tiền cái gì? Chú ơi, vợ chồng tôi trúng thưởng mà chưa có được đồng nào trơn á. Một người thì đòi 3 triệu tiền dưới xe, người thì đòi cái bình đền mình bông 3 triệu rưỡi, còn cha kia đòi là 3 tỷ, là sao? Hả? Trời ơi,
ơi, chưa tính cái chuyện mà lãnh được chiếc xe rồi đóng thuế tiêu thụ đặc biệt rồi đóng thuế nhập khẩu tựa lưa hết trơn rồi á. Bây giờ ha, mấy người muốn phải không? Được, bà dính cửa đi, vô đi dính đi. Nè, đây. Anh. Dạ, cảm ơn đàn xăm. Anh cho em hỏi thăm được không? À, sao chị? Anh có phải là thợ xăm ở đây không? Dạ, đúng rồi. Anh dạ. Ơi, anh với em là ai không? Ủa, em chưa có giới thiệu làm sao anh biết được đúng không? Dạ. Em là em, là bạn thân của anh Bảy Búa. Ta nói cái anh mà hay quanh chỗ anh xăm đó. Bảy Búa giới thiệu chị qua hả? Đúng rồi, hồi sáng mới đi nhiều chuyện, cái anh gọi điện kia qua gặp anh nè. Bảy Búa là khách ruột ở đây. Ta nói Bảy Búa có mấy đàn xăm đẹp lắm nha. Ở đây xăm hoài. Bởi vậy mà anh sao không lịch sự vậy trơn vậy? Khách vô nhà phải mời cho người ta ngồi, bắt ta đứng. Ngồi đi chị, ngồi đi chị. Dạ, khách hàng. Dạ. Ủa, nhưng nó để nhắc nhở. Dạ dạ. Anh. Dạ, nói nghe đi. Nè, dạ. Tao nói anh biết không, em mê xăm lắm. Ở nhà em cũng tự xăm hoài hà. Em lấy hai cây kim, em xăm bể hai cái bánh xe hoài hà. Được luôn á hả? Đó, dạ. Trời ơi, quán anh đẹp ghê, em có bộ bị ế dữ lắm là sao ta. Thôi anh thấy em vui được rồi. Dạ, thôi dạ. Anh cho em cuốn catalog xem mẫu đi. Em dạ, chọn dạ. Mẫu. Đợi em xíu chị. Đây, có đầy đủ tất cả các hình luôn. Đó, màu sắc đồ hình anh kiểu cọ rồi chị, thích hình nào là em xăm hình đó cho chị. Trời đất ơi, nhiều mẫu đẹp quá vậy. Dạ. Đó, mẫu này mới này. Ủa, trời ơi, con gì vậy anh? À, con này là con bướm bướm đó chị. Con bướm bướm gì kỳ cục vậy? Không, cái này là cái nhộng, nó chưa có thành con. Rồi chừng nào nó thành con? Chừng nào chị muốn thành con thì chị tới đem xăm thêm bốn cái cánh vô nữa thành con. Wow, dạ. Sáng tạo vậy. Thấy, dạ. Em thích nó nghe, anh xăm cho em con thằng lằn đi. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Nhưng mà thằng lằn này nó bự lắm chị ơi. Bây giờ ấy chị xăm vô cái tay này của chị đi. Sao xăm vô tay là sao nữa? Bây giờ chị xăm vô cái tay này là cái đầu bên này, cái đuôi bên này nó loang ra hai bên vậy đó. Đó. Rồi em đi ra ngoài đường sao tao biết là con thằng lằn? Con thằng lằn chứ, bây giờ ví dụ chị muốn biết con thằng lằn thì chị khép tay vô vậy là người ta thấy con thằng lằn. Dạ. Chị muốn mà người ta không thấy con thằng lằn, chị đưa lên là con thằng lằn bị cắt đôi. Wow. Nó mà đeo chị có mùi nữa. Wow, thích thật. Ủa anh dạ. Nó nghe nè, hỏi thăm xíu nha. Nghe nói anh Bảy Búa anh mới chuyển nhà gần anh nè, ở chỗ nào vậy chị em với? Dạ, nhà Bảy Búa sát bên đây luôn chị. Sát bên đây chỗ nào đâu? Chị đi thẳng ra đó, cái hẻm đó không? Đó, đi thẳng vô hẻm, quẹo phải, tới. Phải không? Tao nói em với Bảy Búa thân lắm. Dạ. Mà cái đó đi thẳng về phải anh. Đúng rồi chị. Trời ơi, thiệt. Ê chị, đâu chị? Em nói chuyện là... Chị ơi, đâu vậy? Em đi qua nhà anh Bảy Búa. Chị, Bảy Búa đi làm mà 1 tiếng đồng hồ nó mới về, chị ngồi đi, chị xăm xong là Bảy Búa về kịp luôn. Xăm gì? Ai xăm? Trời đất ơi, đi hỏi đường không ơi. Ai đã tự nhiên vô đi xăm xếp gì? Thôi đi thì nghe. Thứ gì chứ quay thứ bảy chủ nhật. Các chú em, tất cả đã bị bao dây. Anh đứng yên đó. Ông mà nhắm chính là tôi bắt anh liền đó. Sao căng thẳng dữ vậy anh? Tôi tới đây là để thẩm vấn anh một số câu hỏi. Mời anh ngồi. Tôi xin phép được ghi âm cuộc trò chuyện này. Tâm. Tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi. Và anh phải thành khẩn khai báo. Câu hỏi đầu tiên. Cách đây 1 tháng, vào buổi chiều lúc 4:38:25, anh làm gì và ở đâu? Em không biết. Cảnh cáo anh, thành khẩn khai báo, anh làm gì, ở đâu? Ủa vậy chứ anh biết lúc đó anh ở đâu, anh làm cái gì không? Em ở tiệm đúng không? Em đâu đi đâu đâu, đó giờ ở đây không á. Khẳng định lại, anh ở tiệm đúng không? Dạ. Anh ở tiệm, lúc đó có một vị khách vào đây tên là Bảy Búa, đúng không? Dạ. Bảy Búa nào, em đâu biết Bảy Búa nào đâu. Cảnh cáo anh. Không biết Bảy Búa. Thành khẩn khai báo liền, anh biết Bảy Búa không? Không. Tôi đã cho người điều tra cách đây 1 tháng. Tin báo của tôi đã gãi khắp khu vực này. Tôi biết Bảy Búa đang ở đây. Anh có biết Bảy Búa đúng không? Có hay không? Dạ biết. Bảy Búa đúng không? Dạ biết. Nhà nó đâu chỉ tôi đi, thiệt tình luôn á. Qua đây coi. Kiếm nó cả tháng trời nay mà không có gặp. Nó bây giờ biết nó ở khu này nè mà không biết nhà nó chỗ nào. Ủa cái gì vậy? Mày đi kiếm Bảy Búa hả? Kiếm Bảy Búa vô làm rân vậy mày? Thiệt luôn. Tư cái gì thiệt. Em Bảy Búa là một chỉ kìa nè. Giờ thấy đâu không? Đi thẳng. Quẹo phải tới. Đi thẳng quẹo phải tới. Đi 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 chỗ khác làm ăn đi. Đâu có. Hỏi nhà Bảy Búa chút nó mới ghé. Tới đây là để xăm.
Ủa tới xong hả anh? Ừ. Dạ. Lựa hình đi anh. Dạ. Xăm hình đi anh, lựa. Buồn lắm em ơi. Ủa anh ơi, đúng rồi. Anh buồn mà anh tới đây xăm hình là đúng rồi. Bởi vì sao? Khi chúng ta buồn, chúng ta xăm hình lên da thịt của chúng ta, thì lúc đó da thịt của chúng ta buồn chứ chúng ta không buồn nữa. Nhưng mà anh bị bệnh. Anh bị bệnh? À, anh bị bệnh. Đúng rồi, bị bệnh mình phải xăm hình lên cơ thể của mình. Ví dụ như mà anh bệnh, anh xăm vô, lúc đó là anh dám đối mặt với cái bệnh của anh không còn sợ bị bệnh nữa. Anh mà bị bệnh tim, em sẽ xăm cho anh một quả tim ngay chỗ này. À, anh mà bị bệnh bệnh loãng xương, em sẽ xăm cho anh thêm mấy cái xương sườn ngay cái hông. Đó. Còn nếu mà anh bị bệnh thêm cái xương ngay đây nữa đi đó. Đó. Là con người hai xương sống. Đó. Nếu mà bị bệnh Ebola, em sẽ xăm hình cho anh con virus Ebola. Còn nếu mà bị bệnh sinh lý, xăm cái gì? Ca này khó nè. Dạ xin lỗi anh, em đã cố gắng hết sức nhưng xin đành bó tay. Mày không biết luôn hả? Mày xăm không được luôn hả? Hả? Khó lắm anh ơi. Anh ơi, anh, thấy anh buồn em xăm cho anh con chuồn chuồn nha. Anh khoan, tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường. Đây là lần cuối cùng mày thấy mặt ở trên cuộc đời này đó. Tao đâu có muốn thấy mặt mày đâu. Đây cái giống gì vậy? Tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường. Trả tao cái điện thoại. Yếu sinh lý mà tâm lý vững vàng quá ha. Đây là lần cuối cùng mày thấy mặt tao trên cuộc đời này đó. Thiệt luôn á. Cái giống gì vậy chứ không phải giống cái giống đực. Thôi đốt phong long cái mới được à. Bữa nào không đốt phong long là gặp cái thứ gì. Quán không có khách thì thôi, có khách là toàn gặp tào lao. Gì đó. Dạ em đốt phong long nè, em gặp tào lao không, bây giờ gặp anh. Dạ. Ý nó là gặp tào lao là gặp tôi đó hả? Không, em nói những cái thứ như những cái giống kia kìa. Ủa anh ơi, anh cho tôi hỏi. Ê anh. Trước khi tới đây nói chuyện em hỏi anh cái được không? Sao? Anh biết bảy búa không? Bảy búa là thằng nào? À, vậy là không biết được rồi, ngồi đi anh. Tôi tới đây là tôi xăm hình. Dạ xăm hình, ngồi đi anh. À, nhưng mà trước khi xăm em hỏi anh cái nữa được không? Hỏi gì nữa? Anh có bị bệnh hoạn gì không? Đâu không? Hoạn đi xăm chi, tao khỏe anh xăm mới xăm. Cho tôi hỏi, anh có xăm hình 3D không? Có chứ anh. Xăm hình 3D là một cái kỹ thuật rất là cao. Phải xăm bằng cái loại mực là chất lượng. Đây em giới thiệu anh đây. Đây chính là bàn thần. Đó, thần xăm của em. Em làm thờ 4 cái loại xăm để xăm 3D nè. Đó, xăm này là mua từ USA về đó. 500 đô một hũ. À, mấy cái hình mấy củ xanh này ha. Ôi, bây giờ là bữa nay là khui ra, bình thường á khui ra là nó sẽ bay hơi. Bữa nay là em phải khui ra, có dịp khui để xăm cho anh. Hiểu không? Khui gan vậy là coi như là đã phải xài đúng không? Đúng rồi, xăm 3D mà phải xăm bằng cái mực này. Ủa mà anh ơi, anh xăm 3D mà anh xăm chứ cái mực xịn như vậy. Xịn chứ, cái này để lâu rồi không có xăm, cái này là chất lượng mà đâu ai tới xăm 3D đâu, anh tới làm xăm luôn. Khui luôn, xăm là hình lên hình liền. Không, ý anh hiểu lầm ý em rồi. Xăm 3D là xăm em nè. Là sao? Là con 3D nè má ơi. Xăm con 3D nãy giờ con gồng chết mẹ con luôn à. Em gồng muốn chết luôn á. Xăm em xăm 3D đúng không? Trời đất ơi, nói anh nghe nè. Qua giờ em suy nghĩ em đắn đo hoài luôn. Em vô mấy cái tiệm xăm gần đây toàn là đàn ông con trai không, em không có vô được. Em vô người ta quánh giá đàn bà con gái làm sao đúng không? Em để ý quán mình nè, ế không ma nào cho em vô. Anh bây giờ anh lỡ khui bốn cái chai này rồi, anh xăm em cái mục dùi đi anh. Cái gì? Dạ xăm mục dùi. Khui bốn chai này mà xăm có cái mục lùi. Chứ làm sao, trời em suy nghĩ dữ lắm luôn mới xăm được cái mục dùi lên trên cái thân hình ngọc ngà của em. Đúng tại anh không cản, em không cản anh được luôn á. Anh mở anh chia cho hết vậy. Bây giờ tao không cần biết, bây giờ tao xăm cho mày hết bốn cái hũ này nè. Ôi thôi ba ơi, tao xăm mục dùi, tao xăm bốn mẫu hành trái gà. Xăm mục dùi mà hết bốn cái hũ này luôn nè. Đứng lại coi. Đứng lại.